Chương 481, Sở Phong Dây Lệ 1 Bây giờ, khoảng cách từ Hồng Đô đến núi Tam Thanh phải hơn 3, 000 cây số, so với trước đây cũng không biết xa hơn bao nhiêu. Nhưng đối với Sở Phong hiện tại mà nói thì chẳng đáng kể chút nào. Hắn lập tức gia tăng tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, giờ đây đột phá được công xiềng trung tâm, hắn có một thân sức mạnh hùng hồn, huyết khí cuồn cuộn, thể lực tăng vọt. Cho dù phải duy trì tốc độ chạy gấp 5 lần vận tốc âm thanh cũng đủ sức kéo dài liên tục hơn nửa giờ, điều này cũng có nghĩa là trong nửa giờ hắn có thể chạy tới núi Tam Thanh. Một bước được ban nhìn cây số, như vậy tuyệt đối kinh thế hãi tục, còn nhanh hơn đi bằng máy bay, một nhân loại với cơ thể từ máu thịt, chỉ là chạy trên mặt đất mà thôi. Nửa giờ đã có thể đi xa hơn 3 nhìn cây số, cái này quả thực có hơi kinh khủng. Ngươi cổ đại từng nói về lục địa thần tiên, cũng chỉ đến thế, sáng dạo Đông Hải, chiều ngủ cô luân. Năng lực cổ đại chính là để làm được như thế, dưới cái nhìn của sở phong, hoàn toàn có thể đợi đến khi tốc độ của hắn nhanh hơn chút nữa chỉ cần chạy trên mặt đất là có thể làm được sở phong cẩn thận chút đi hoàng ngưu căng thẳng nói với hắn bảo hắn về tin tức hổ đông bắc thăm dò được người hải tộc tiết lộ hắc đằng đã lấy được đại sát khí tộc nhân nam hải đưa tới hiện tại rất đáng sợ tảng sáng tin tức này được truyền đi trong phạm vi nhỏ hải tộc rất hung hãn nói cường giả nhân tộc nếu như không biết điều nhất định tiêu diệt chuyện gì hải tộc tự tin thế hả tuyên bố có thể áp chế được cường giả tuyệt thế nhân tộc nghe nói long cung có nhiều di tích thậm chí còn sót lại xào huyệt chân long nếu như một số hải tộc đào được vũ khí trong truyền thuyết quả thực có thể áp chế nhân vật đột phá sáu đoạn gông xiềng có khi là thật đến cả địa bay long cung cũng đào được tin tức vừa truyền ra gây ra chấn động khắp nơi đều khẩn cấp bàn bạc nghiên cứu đối sách chút ẩn ý hải tộc hộ ra đã khiến các vương giả trên mặt đất phải kiên kỵ hành động kế tiếp của hải tộc thuận lợi hơn rất nhiều sở phong không hề sợ hãi một đường giết đến núi tam thanh trên người hắn không phải không có pháp binh cái chùi tử kim lôi điện rất tốt, hơn nữa còn có đại sát khí kim cương chắc này. Hiện tại hắn đang chuyển năng lượng vào kim cương chắc, nếu như đánh ra, khẳng định uy lực lại tăng vọt. Sáng sớm, mặt trời sán lạn, ánh vàng chiếu rọi, xua tan sương mù trong rừng núi, khiến cơ thể thêm phần ấm áp. Sở Phong chạy tới, tức sự chỉ dùng hơn nửa giờ đã tới sát núi Tam Thanh. Loại tốc độ này mà chuyển đi, đủ để hù chết người. Nói chính xác thì khoảng cách tới núi Tam Thanh còn mười mấy dặm nữa. Bước chân Sở Phong chậm lại, hắn đi trong rừng, hít thở bầu không khí tươi mát, đắm mình dưới ánh bình minh, vận hành phương pháp hô hấp của mình, chạy vội đường dài, cơ thể hắn nóng hầm hập, nghỉ ngơi lấy sức như thế này rất cần thiết, giúp cả thân thể của hắn buông lỏng bớt, cũng là dưới trạng thái này, thân giác của hắn nhạy bén hơn bình thường, phù khắp cánh rừng, tỏa ra các phía. Cảm thụ được chuyển động của cấp vương ngoài 10 dặm, vùng đất này có cường giả, Sở Phong bước một bước, vừa tiến hành phương pháp hô hấp điều hòa bản thân, ngơ tìm kiếm, đứng trên một đỉnh núi, hắn trông thấy bóng người trong dãy núi, có bốn người vây quanh một mảnh rừng đang tiến hành đa đặc khảo sát gì đó hải tộc ánh sáng trong mắt sờ phong tăng lên đồ trang sức bốn người kia đeo rất đặc sắc có vỏ sò so rồi cả san hô đồng thời có mùi biển phảng phất khiêu giác sở phong quá nhạy bén cách rất xa đã có thể ngửi được hắn biết hắc đàng dưỡng thương ở núi tam thanh bây giờ phát hiện hải tộc không cần hỏi cũng biết chắc chắn cùng một dục với con dao xà đen kia bốn người nọ rất đồ sộ cũng rất phàm vỡ miệng rộng đầy răng nanh vừa nhìn đã thấy hung hán không phải nhân vật dễ trêu chọc. Bốn người này hẳn đến từ một chủng tộc, rốt cuộc bản thể là gì nhỉ? Sở Phong chạy một quãng đường xa như thế, còn chưa được ăn sáng, hắn cân nhắc, có thể làm một bữa hải sản. Sau đó hắn thấy bốn người kia mỗi người ôm một cây cột đồng, đều cao hơn một người. Khác rất nhiều đường hoa văn, tạt nhìn có vẻ thần bí, bốn người lần lượt bước đến bốn hướng khác nhau, đem mảnh đất núi ấy vây lại bên trong, đang làm cái gì vậy? Sở Phong nghi hoặc. Ồ, tạm thời ổn rồi, đáng tiếc, Sở Phong kia có khi đã chết, hắn dám đến thật chắc chắc bị làm thịt, giúp thái tử Hắc Long báo thù. Thái tử Hắc Long thật sự đa thương, nó phải một nhân loại như vậy trong lúc cơ thể trọng thương, thành ra hai bên đều thiệt. Nếu như cơ thể khỏe mạnh, chỉ bằng tên nhân loại mới được phá bốn đạn vông xieng đã sớm bị thái tử Hắc Long một tát đập chết. Đám người kia đang nghị luật, bất bình thay cho Hắc Đằng, Sở Phong nhìn chằm chằm khu vực ấy. Bốn cây cột là đại sát khí đối phó cường giả nhân loại tuyệt đối, hắn quan sát một lúc lâu cũng không nhìn ra manh mối gì hắn tin chắc chỉ cần mình không bước vào chỗ đấy đoán chừng sẽ không có vấn đề gì sở phong không chỉ hoãn nữa cứ thế đi về phía trước xuyên qua cánh rừng lại lần bốn vị cường giả hải tộc cảm nhận kỹ lưỡng hắn rất ngạc nhiên bốn người đều là cường giả đột phá năm đoạn gông xiềng dứt khoát được coi là lực lượng đáng sợ đủ để nghiền ép một phương thật ra bốn vị hải tướng này là kẻ dưới quyền nhị ca của thái tử hắc long đều rất hung mãnh bốn người này đang bàn về sở phong còn nghĩ có lẽ hắn chết rồi thời gian dài vậy vẫn chưa xuất hiện hẳn là trọng thương mất mạng thật đáng tiếc hy vọng hắn còn sống biết bao một người than thở sở phong kinh ngạc lộ ra ý cười lẽ nào mấy cường giả hải tộc này thật ra rất tán thưởng và không phục hắn nhưng mà ngay sau đấy hắn liền đen mặt đúng thế ông trời phù hộ hắn chứ còn sống rồi xuất hiện thì sau đấy vẫn bị mình một tát đập chết đám người này hy vọng hắn không chết để bọn chúng xử lý triệt để hơn nữa còn muốn mạnh mẽ bá đạo trước mặt chư vương mà đánh hắn từ sống sờ sờ thành chết thảm dọa dạ sợ nhân tộc ông nội ngươi sở phong chửi thầm hắn giống như một u linh đi ra từ trong rừng đo lấy ánh bình minh ma theo từng luồng sương mù cuối cùng ôi chao có nhiều thêm một người một tên phát hiện ra hắn lộ vẻ hoảng sợ sao nhìn cứ quen quen tên khác giật mình chỉ vào sở phong nói ngươi là sở phong vẫn còn sống sạt 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 bốn người đồng loạt chuyển động cũng không phải liều chết sông lên tuy lời ba nãy rất bá đạo nói muốn một tát đập chết sở phong nhưng sau khi ngoài ý muốn phát hiện chính chủ tới thì đồng loạt bỏ chạy sở phong nhìn ra bốn người này tránh né mấy cây cột đồng chuông dưới đất núi không tiến vào như vậy là muốn dụ hắn xông vào hắn dù mạnh đến vô địch nhưng cũng không muốn kết thúc chuyện này quá dễ dàng hắn không tùy tiện đặt chân vào khu vực đó trực tiếp đi đường vòng đuổi theo bốn người chương 482, sở phong rời lệ hai bốn tên hải tướng biến sắc bọn chúng ý thức được sở phong có lẽ đã phát hiện ra cây cột đồng mà chúng mai phục liều mạng với hắn làm thịt sở ma vương một người quát khẽ ba kẻ còn lại vượt đầu cùng đánh về phía trước bằng các ngươi mà cũng dám giao thủ với ta sở phong trưng ra nụ cười nhàn nhạt mặc dù đều là sinh vật đột phá năm đoạn gông xiềng thế nhưng bốn người này sao có thể so với hắn ngươi là cái thá gì đối với hải tộc mà nói tất cả sinh linh hay cao thủ tuyệt thế trên mặt đất đều có thể nghiền ép Tổng bốn người giết đến đồng loạt ra tay sở phong có ý muốn kiểm tra thực lực của chính mình Thi triển hình ý hình hổ thuộc người hai chân hình hình ý lập tức hắn như một thần hổ tuyệt thế bạo phát sát khí mãnh liệt dữ dội mút trời hắn nhảy lên một cái đánh về phía một tên quả thực như hổ dữ cổ xưa xuất thế sở hữu sức mạnh vô địch tầm một tiếng hình hổ quyền của hắn va chạm với một tên phụt chớp mắt cánh tay của kẻ đó nổ tung biến thành một đám xương máu còn kẻ đó thì kêu lên thất thanh tiếp đến sở phong thi triển hình gấu dùng sức mạnh sở trường đột nhiên đánh ra một chưởng hào quang màu vàng đất bùng lên oanh một tiếng trực tiếp khiến kẻ cột tay kia tan xương nát thịt sao có thể ba tên cường giả hải tộc còn lại đều khiếp sợ nhìn sở phong thể hiện chẳng khác nào kẻ mạnh tuyệt thế đã đột phá sáu đoạn gông xiềng nhưng cho tin tức mà chúng thu được sở phong không phải mới đột phá được bốn gông xiềng hay sao dựa theo những gì chúng thấy trước mắt cho dù thái tử hắc long không bị thương cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này tin tức trước đấy có sai lầm rút ba tên hải tướng còn sót lại thực sự không dấy lên được truyền ý tê cả ra đầu xoay người bỏ chạy trốn được sao sở phong cười lạnh đuổi giết bọn chúng với tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh ai có thể chạy trốn nổi trên ngọn núi cao nhất của núi tam thanh sau khi hắc đẳng tiễn nam tử ba mắt đi vẫn luôn đứng đó phơi nắng giao xa thích được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lúc này hắn ta cảm thấy toàn thân thư thái hắc đang biến về bà thể dài vài trăm mét vắt ngang đỉnh núi nửa thân thể rủ xuống tận vách đá toàn thân nó đen nhánh sau khi được ánh bình minh so sáng thì tỏa ra ánh sáng đen lớp vải mờ ảo nhưng được đúc thành từ vàng đen cảnh tượng này có chút dạ người một con rau xà lớn như vậy nằm ngang trên đỉnh núi nếu như người bình thường trông thấy chắc chắn bị hù chết hắc đằng chưa phát hiện ra kẻ địch đã gần sát có điều dù biết có cao thủ tới hắn ta cũng không sợ bản thân là cường giả hải tộc đột phá sáu đoạn gông xiềng căn bản chẳng sợ sinh linh nào trên mặt đất hiện tại vết thương của hắn ta đã khỏi lại càng thêm kiêu ngạo không đem những người đó để vào mắt hừ không đúng hắc đằng rất mạnh dù cách nhau mười mấy dặm nhưng hắn ta vẫn nghe được tiếng thét cảm thụ được khí tức cường đại vương giả tỏa ra trong núi rừng sao động ầm hắc long trực tiếp nhảy lên từ núi tam thanh giống như một con thiên long đanh tuyển bay ngang trời hướng về nơi xảy ra chuyện đến cấp độ của hắn ta bây giờ quả thực như cưỡi mây lướt gió từ đỉnh núi này nhảy sang đỉnh núi khác tốc độ cực nhanh cũng phải gấp bốn vận tốc âm thanh mặc dù không bằng sở phong nhưng loại tộc này cũng rất khủng bố rất nhanh hắn ta đã chạy hơn mười mấy dặm tới gần nơi có chuyện xảy ra Hùng, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ vẻ trên người Hắc Đằng dương lên, không khác nào nhân loại bình thường dựng đứng lông mao, hắn ta vừa kinh vừa sợ, hắn trông thấy bốn tên hải tướng bị người ta đánh gục hoàn toàn, máu tươi khắp giường, biến thành bản thể là những con cá mọc khổng lồ. Càng khiến hắn ta phẫn nộ chính là hắn ta nhìn thấy một người, ấy còn là sờ Phong vẫn sống sờ sờ đứng đó, hơn nữa là đao phủ ngày hôm nay, giết bốn tên hải tướng. sờ Phong, Hắc Đằng nổi giận, thân thể đen tuyền dài vài trăm mét nhất thời xuất thành một ngọn núi nhỏ, vô cùng lạnh lùng nhìn xuống sở phong sắc khí ngút trời đằng xa sở phong đang nướng thịt cá mập vừa nướng vừa nhíu mày bởi vì quá nặng mùi ngươi quả nhiên to gan lớn mật hắc đằng giận vô cùng triệt để phẫn nộ sở do dám đứng trước mặt hắn ta nướng thủ hạ của nhị ca cũng chính là bốn tên hải tướng đó hút đừng quấy giày ta ăn sáng sở phong chẳng buồn đứng dậy cũng không vội vã giết hắc đằng vẫn ở chỗ cũ nướng thịt cá mập ngươi chết chắc hắc đằng nổi điên trong lòng vẫn nhịn một lồng oán khí lần trước cơ thể hắn ta suýt thì rãy thành hai khúc đã tích thành một bụng lửa giận không phải hắn ta không đánh lại mà do cơ thể có vấn đề hiện tại vết thương đã khỏi hắn ta hẳn không thể lập tức tìm thấy sở phong sau đó chậm rãi vân thây hắn nhưng mà biểu cảm tiếp theo của sở phong khiến hắc đằng ngần ra không vội xuất thủ ồ sở phong ho khan nước mắt cũng chảy ra hắc đằng hoài nghi long tràn đầy khó hiểu xảy ra chuyện gì sở phong cắn một miếng thịt cá mập ngưỡng lập tức không chịu nổi phải phun ra hơn nữa còn ho khan không ngừng cái vị kia cũng quá hắn bị mùi vị đó làm cho buồn nôn chua đắng tanh hôi nhất là còn mang theo mùi khai của nước tiểu ông nói nó hắn không nhịn được muốn đánh người ăn nhiều sinh vật cấp vương như vậy chưa có lần nào như hôm nay khó ăn đến mức hắn muốn chửi thề sở phong không chịu nổi đen thịt cá mập ném vào đống lửa đồng thời rút điện thoại ra kiểm tra vì sao lại khó ăn như vậy sau khi hắn xem xét xong gương mặt cũng tái xanh vô cùng chật vật thật sự hối hận chết ăn thịt cá mập gì chứ chất thải cá mập là thải từ bên ngoài thân hàm lượng phân trong thịt rất cao cực kỳ tanh hôi quả wow, sở phong môn ra Ngương mặt thật sự tái mét giờ phút này hắn khó chịu như vừa nhai phải giày thối nồi khan không ngừng ưa cả nước mắt tem gái ngươi tức chết ta rồi sở phong lớn giọng thân là người phàng ăn nếm bao nhiêu sinh vật cấp vương hầu như tinh túi mỹ vị lần đầu gặp tình cảnh này ông nội nó hắc đằng ngươi cố ý chứ gì tìm bốn con cá mập đến hại ta sở phong kêu lên muốn liều mạng đến cùng hắc đằng chưa hiểu chuyện gì hắn ta còn đang phẫn nộ đây quan khí đầy bụng chưa bộc phát thì cái tên đối diện đã giết mất bốn viện thủ rồi lại bày ra bộ dạng người bị hại cái gì nhịn được chứ cái này thì không hắc đằng nổi giận nhau về phía trước họ sờ ngươi đi chết đi con sâu đen đáng chết là ngươi dám hại ta xem ta đánh chết người sở phong thật sự bị chọc tức hắn lau nước mắt dao vừa ho vừa nôn cơ thể lướt về phía trước trong ánh ban mai mặt trời tỏa ra hào quang vàng óng soi xuống cả khu rừng mây mù bị xua tan đất rừng đều được chiếu một màu ánh vàng rực rỡ đến lá cây xanh biếc cũng đang phát sáng chương 483, trăm mãnh vô địch một ố hắc đằng gầm lên nó dài mấy trăm mét giống một con thiên long trong thần thoại toàn thân như được đúc từ than đá vải to như quạt hương mổ ánh lên màu đen khí lực cứng rắn mạnh mẽ nó mở lớn cái miệng to như trộm máu tốc độ của nó quá nhanh khi cái đầu vừa to vừa đen ấy lao xuống khí lưu nổ tung như trời giáng sấm sét âm một tiếng rền vang cả vùng núi chấn động cây rừng rung lắc biên cuồng khắp bầu trời đều là vô số lá cây trút xuống như mưa đối mặt với con dao xà khổng lồ tựa như mãnh thú tiền sử sắc mặt sở phong không đổi căn bản hắn chẳng sợ hãi hắn đường đường chính chính trận đánh thi triển hình ý quyền cơ thể hắn lúc này tỏa ra ánh sáng chói mắt nhất là vị trí đôi bàn tay như tiên kiếm vang lên lanh thang thể hiện tài năng hai tay gần như trong suốt phong ra khí tức đáng sợ nứt vàng xuyên đá đôi tay kia mang một luồng sắc khí sắc bén tuyệt thế sở phong đang thi triển ưng hình thuộc hình ý 12 chân hình ông cơ thể hắn so với hắc sắc dao xà thì nhỏ hơn rất nhiều kế nhưng sóng năng lượng phát ra không hề yếu lúc hai người va chạm hắn còn trực tiếp đánh rung cả đầu của con hắc sắc dao xà rắn chết tiệt ngươi dám tính kế ta biết ta thích đồ ngon thì cố ý đưa đám cá mập tanh hôi đến cho ta ăn đúng không sở phong vừa xuất thủ vừa lớn tiếng mắt cũng trợn ngược lên bắn ra ảnh chớp hắc đằng nghe thế thực sự bị chọc tức rất muốn chửi má nó là tự ngươi tham ăn còn nổ lên đầu ta tâm trạng của nó vô cùng tệ bốn tướng quân hải tộc chết tên kia ngược lại thì xù lông oán niệm ngập trời như tùy thân lắm đây là đạo lý gì hắc đằng tức giận đến mức muốn cắn chết hắn để hắn câm miệng quả thực phát điên triệt để cái thứ van to bằng trời lại dám đối địch với ta ngươi là cái thá gì chứ hắc đằng gườm nhẹ cơ thể to lớn chuyển động thực sự như rồng giữ ngang trời chuẩn bị bắt đầu đòn công kích trí mạng lần trước ở núi long hồ ta bị thương lúc giết ngươi chiến lực còn thừa chưa đến một phần hôm nay phải hành hạ ngươi đến chết hắc đằng cuồng bạo thu mới hận cũ khiến lễ khí nó tăng vọt lời lẽ kịch liệt ánh sáng vàng đen trên thân lấy ra ầm một tiếng trên không ngần như nổ tung hắc đằng ngẩng đầu nhìn xuồng sở phong nửa sau cơ thể nó đung đưa tựa như thần tiên hắc sắc trong thượng cổ chiến thần dài vài trăm mét đang chiến đấu mạnh mẽ không gì sánh được quét sạch thiên quân ngầm một tiếng cái đuôi lớn hơn cả tàu hỏa quét ngang khu rừng lấy ra ánh kim loại lạnh như băng nó quét tới đâu cổ thụ chọc trời toàn bộ nổ tung tới đó đến nham thạch cũng không ngoại lệ sở phong nhảy lên một cái bay mấy chục mét trên không né được kích này sau đó hắn lao xuống lỗ chân lông bắn ra năng lượng màu vàng kim nhạc bây giờ hắn giống như một con chim ưng dương cánh vút lên trời cao thần quang trên tay tăng vọt trói mắt hơn cả mặt trời sắc khí càng dày hơn nhằm vào thân thể khổng lồ của dao xài như muốn xé rất tất cả hình ưng thuộc hình ý 12 chân hình được sầu phong phát huy đến cực hạn đặc biệt sử dụng để đối phó với giao xà tràn ngập sức mạnh của chủng tộc tương khắc trời sinh hắc đang vô cùng mạnh mẽ nó không tránh né mà chuyển động thân giao xà khổng lồ hóa thành một thanh sắt vừa đen vừa dài cứng rắn đỡ lại chiêu thức hình ý chết người của sở phong đùng hai người va chạm mạnh bùng nổ ánh sáng kinh người ánh sáng vàng và đen đồng thời nổ tung giống như vầng mặt trời với hai màu sắc trái ngự đâm vào nhau khi tức từ năng lượng kinh khủng bùng nổ mạnh mẽ chỉ trong chớp mắt đủ loại động vật trên trăm dặm chung quanh đều cảm nhận được bị luồng khí tức khủng khiếp này áp chế nằm dạp xuống đất sợ hãi run rẩy ầm ầm vùng núi này cũng nổ tung bị năng lượng đáng sợ bộc phát do hai đại cường giả hung hãn va chạm chấn nứt đất đá mù trời đại thụ từng hàng đổ rãy đất núi đầu tiên là vỡ vụng sau đó lại dậy sóng bốn bề như biển lớn cuốn theo đất đá cổ thụ tạo thành đợt sóng to vọt lên cao mấy chục mét đây chính là chỗ đáng sợ của sinh vật cấp vương cao cấp sức phá hoại kinh người nếu thật sự chạy đến chỗ ở của nhân tộc mà quấy dày, có thể dễ dàng hủy diệt thành phố mấy triệu nhân khẩu, giữa không trung. Sở phong giống như có thể bay. Lỗ chân lông toàn thân bắn ra những trùng tia sáng vàng nhặt để chiến đấu trên không. Mỗi một lần va chạm cùng ánh sáng đen lại mượn lực để bay lên cao hơn, từ đầu đến cuối không rơi xuống đất. Thoạt nhìn hắn càng giống chim ưng, hai cánh tay mở ra chuyển động, bay lượn trên khu rừng. Toàn thân tỏa ra sát khí sắc bánh, chiến đấu kịch liệt với dao xà màu đen, thần ưng đối đầu với dao xà hai tộc trời sinh đối lập sở phong nhờ vào hình ý hình ưng để quyết đấu với hắc đằng hai người không ngừng va chạm vang lên âm thanh đinh tai như tiếng kim loại đập vào nhau tia lửa từ vảy đen của dao xà vang khắp nơi rắn đen ngươi được đấy không ngờ còn có bản lĩnh như này có thể chống đỡ hình ưng của ta mà không chết sở phong mở miệng hai cánh tay của hắn không ngừng đánh xuống cơ thể đen nhánh của dao xà ánh lửa bắn từ phía khiến cho một ít vảy đen rốt cuộc dỉ máu hắc đằng kinh sợ hắn ta còn tưởng rằng sau khi chữa khỏi vết thương có thể đơn giản đánh chết sở phong tiêu diệt tên nhân loại này bởi vì căn bản hai người không cùng một cấp bậc nào ngờ lần này tái ngộ thực lực của tên nhân loại ấy tăng vọt quá lớn không khác gì sinh vật đột phá sáu đoạn gông diều hung ác điên cuồng đứng đó lại còn chế nhạo nó hôm nay ta phải giết ngươi con ngươi hắc đằng lạnh lùng cơ thể khổng lồ chuyển động cả vùng núi non trùng điệp cũng chấn động theo long trời lở đất thân thể đen nhánh đụng vào núi đá cây cỏ toàn bộ đều nổ tung nó như con dao long hung dữ từ thời cổ sống lại thoát khỏi phong ấn xuất hiện trên thế gian bằng vào ngươi mà dám cạnh tranh với ta ta phải xé nát ngươi hắc đang không cam lòng luôn cảm thấy mọi thứ đều không phải sự thật không lâu trước đó tê nhân loại này còn bị nó khinh thường tén xa nó một khi nó có thể phát huy thực lực chân chính thì căn bản hai người không ở cùng một đẳng cấp cho nên bây giờ nó vô cùng cam phẫn không chấp nhận chuyện sở phong có thể chân chính đánh một trận cùng mình ánh sáng đen trên người hắc đằng dâng cao vòn lên bầu trời tựa như ngọn lửa đen vô tận đốt cháy trời cao cuốn theo thiền địa nó phóng ra năng lượng mạnh nhất muốn cắn giết sờ phong rầm 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 thân dao xà khổng lồ cuộn lại mất lần suýt chút nữa quấn được sờ phong trên không trung bị nổ cho dung chuyển chấn động ầm ầm tốc độ công kích siêu âm như vậy vô cùng kinh người Sơ phong bay ngang trời tránh né nhanh nhạch mượn lực va chạm nhẹ với nó để nhảy lên nhưng có vài lần suýt bị cơ thể con rắn kia túm lại quá nguy hiểm một con rắn lớn như vậy, sở hữu năng lực giết chóc không gì sánh được. Chương 484, hung mãnh vô địch hay, rắn chết tiệt, ngươi thì có gì mà kiêu ngạo, lần trước ta chặt đất một nửa cơ thể ngươi, lần này đừng hòng chạy trốn, ta phải nấu chín ngươi, bù đắp tổn thất ăn phải thịt cá mập, sở phong quát lớn. Dây tiếp theo, toàn thân hắn dâng lên sắc vàng hừng hực, đến tóc cũng ánh lên lấp lánh. Hắn tựa như được đúc từ vàng ròng, cả cơ thể tràn ra năng lượng khiến người ta sợ hãi, tương kích trường không. Lúc này đây, hắn hóa thành một con chim ưng, mượn lực lượng vòng trên trời cao, vút lên không trung chiến đấu kịch liệt, thanh thanh kem. Thần ưng chém giết, không ngừng tấn công vào cơ thể đen nhánh của giao giả. Tia lửa văng ra từ phía, đây là công kích mạnh nhất của hình ý hình ưng, mang theo khí tức mãnh liệt nhất, tựa như có thể bắn rơi sao trời. Lúc này, cơ thể hắc đằng run lên kịch liệt, không ít miếng vải to như quạt hương bổ thế mà bị vỡ vụng. sau đó nổ tung, máu tươi của giao xà bắn ra khắp nơi, hơn nữa còn một số miếng vảy trực tiếp rơi xuống bị sở phong bắn vỡ tại chỗ giờ đây hắn thân giữa không trung không ngừng xuất thủ giống như hóa thành một con chim hung giữ hình người thời cổ đại chén giết thiên long dương cánh chọc trời mạnh mẽ vô địch ngươi hắc đằng lao nhanh như chớp trực tiếp bay xa 2.000 nghìn mét qua bầu trời các khỏi sở phong nó đáp xuống một ngọn núi mắt nhìn theo bóng người giữa vùng núi tan hoang nó vừa tức vừa sợ ở trạng thái mạnh nhất mà vẫn bị thương bị nhân loại kia không ngừng nặng tay làm rách vảy, điều này khiến nó có cảm giác không chân thật, chạy đi đâu? sở phong truy kích, thi triển thần túc thông phối hợp với hình ý hình ương đủ để phun ra trùng tia sáng chói loạn, giúp hắn gần như có thể bay lên. hắn trực tiếp đuổi tới gần đó, tốc độ quá nhanh, chạy qua đỉnh núi, đuổi giết hắc sắc giao già, tự tìm chết. hắc đang ngẩng đầu, lưỡi rắn dài vần 10 mét trong cái miệng đỏ tươi xì si xì si chuyển động, thân mình của nó bạo phát ánh sáng chói mắt, nghiền ép sở phong sau đó không ngừng lắc lư, đem hắn cuộn lại bên trong, ầm ầm. Kết quả cuối cùng, Sở Phong tránh thoát, ngọn núi bị thân rắn đen khổng lồ vặn rãi Cảnh tượng này có chút đáng sợ, khiến người ta hãi hùng. Đây chính là thực lực của Hắc Đằng, nó nổi điên, không ngừng di động, cùng chém giết Sở Phong giữa quần sơn. Trong quá trình này phải nghiền nát ba bốn ngọn núi, ầm. Đồng thời, lúc thân rắn màu đen kia tấn công, còn có thể chặt đứt mỏ núi. Đây là trận đại chiến kinh sợ thế gian, cảnh tượng như vậy quá kinh thế hãi tục hắc đằng thánh quá thành giận nó muốn dựa vào thân thể cứng rắn để nghiền nát sở phong thật không ngờ ngược lại bị hắn đả thương máu tươi đầm đìa ngươi chết đi cho ta sạt một tiếng chiếc sừng duy nhất trên đỉnh đầu nó phát sáng chén ra từng đường kiếm quang đen sẫm sắc bén đồng thời trên người nó bay lên từng vầng mặt trời nhỏ trên không trung lần lượt hóa thành dao long ma khí tức khủng bố bay về phía sở phong hắc đằng phát điên thi triển năng lực đặc biệt của chính mình muốn tuyệt đường sống của sở phong ánh mắt sờ phong lạnh lùng tay trái kem một tiếng vang lên xuất hiện một thanh chùi tím động dưới sự thôi thúc của ký hiệu tia chớp trong tay mà bạo phát từng được sấm xét sấm xét giao nhau trong hư không mãnh liệt vô cùng ngăn chặn tia sáng bay ra từ rừng của hắc đẳng và người con dao long được hóa thành từ mặt trời đen trên thân thể nó rầm 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 giữa trời phát ra vụ nổ lớn dữ dội sẫn xét ngăn chặn toàn bộ kiếm quang và năng lượng của dao long sờ phong sử dụng hình ương, lao xuống đầy hắc sắc dao xà ra mà đánh hào quang trên hai tay sắn lạn như muốn xé rách hư không hắn có ý định rèn luyện hình ý chân hình cho nên không ngừng thi triển hình ưng được hắn nắm chắc vào tinh thông triệt để từ nông đến sâu. dày công tồi luyện lý giải thông suốt phụt hắc đằng tránh né nhưng vẫn bị xé rách một mảng huyết nục lớn mau bắn khắp nơi ngươi chỉ biết mỗi chiêu này nếu là thế thật ngươi có thể chết được rồi hắc đằng giận dữ lệ khí tăng vọt tông một tiếng cả cơ thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành hình người là một chủng tộc kiêu ngạo khiến nó vô cùng tự phụ muốn dùng bản thể ép chết sở phong nhưng hiện tại xem ra thể hình quá lớn trong lúc giao chiến bị thua thiệt nhiều đồng thời nó vẫn còn bóng ma với kim cương chắc của sở phong một mực đề phòng nhìn chằm chằm tay hắn phân tán lực chú ý hiện tại cơ thể hắn ta thu nhỏ lại hoàn toàn không còn sợ sở phong cười to mượn ngươi một tay luyện hình ưng của ta giờ đã thành công tiếp theo xem ngươi chịu nổi không hắn bay lên ngang trời thi triển hình mã toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng hai chân bắn ra trùng tia sáng vô cùng rực rỡ giống như thiên mã đạp nguyệt phóng về phía hắc đằng hắc đằng sau khi hóa thành người tóc đen xóa tung con ngươi thâm thúy nước da màu đồng cổ sở hữu sức mạnh khủng bố hắn ta cười lạnh chủ động trận đánh quát lớn Giết. ông thân túc thông của sở phong bạo phát lực lớn vô cùng lúc này hợp với hình ý hình mã toàn thân hắn là màu trắng bạc quả thực có thể đạp xuyên núi rầm 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 sở phong ở giữa không trung liên tục rơi chân đạp xuống phía dưới mỗi một chân hạ xuống đều nhắm vào đầu và ngực hắc đằng đây mới đúng là thiên mã hành không ánh mắt hắc đằng rét lạnh hắn tập trung tinh thần thi triển một loại quyền pháp cổ giống như giao long hình người từng quyền bắn ra ánh sáng đen như từng vầng mặt trời màu đen đang mổ tung trận đoàn của sở phong không hề sợ hãi giờ đây hắc đằng thật sự kinh khủng một quyền đánh ra cũng có thể khiến cả ngọn núi rung chuyển đạp mạnh một cái đỉnh núi dưới chân trực tiếp nổ tung có điều dưới những cú đạp xuống hợp giữa thần túc thông và hình mã của sở phong cơ thể hắn vẫn run rẩy mãnh liệt lão đảo rút lui sức lực cỡ này quá lớn đa sợ vô cùng ố sở phong phát cuồng hắn ở trên không từ hình ý hình mã nhanh chóng biến hóa thành hình hổ vang lên tiếng gầm trầm thấp cơ thể của hắn bắt đầu tỏa ra ánh đen khí tức thay đổi hắn lao xuống ánh sáng đen lượng lờ quanh người giống như thái cổ hung hổ xuất thế sắc khí ngút trời càng kinh khủng hơn so với vừa nãy trong thần thoại cổ đại hổ giữ sát phạt đứng đầu ầm 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 lúc sở phong chén giết cùng phong gào thét đây cũng không phải gió thông thường mà là một trận gió đen nứt cả núi mây theo rồng gió theo hổ loại gió này kèm theo hình ý hình hổ càng khiến cảnh tượng trở nên đáng sợ đỉnh núi tan tác thành mảnh vụn cho quá trình sở phong từ không trung tấn công xuống đá lớn cuồn cuộn ngọn núi nứt ra rầm 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 sở phong giao thủ với hắc đằng trong hình người toàn thân hắn như được đúc thành từ vào đen lúc này cực kỳ giống một con thái cổ hung hổ hình người tỏa ra ánh sáng đen mạnh mẽ chén giết dao xà cơ thể hắc đằng run rẩy kịch liệt trong miệng ho ra máu hắn ta bị sức mạnh kia rộng đến lọn trọn rút lui dưới khi thế độc ác bút trời của hình hổ hắn ta gặp phải mối nguy lớn chương 485, dung hội quán thông một ồ sở phong gầm lên giống như một mãnh hổ nổi điên chớp mắt cơ thể hắn đáp đất hắn đưa tay tiến về phía trước bịch một tiếng túng lấy tay phải của hắc đằng phụt một tiếng hắn quả thực xé đất ngửa đoạn cánh tay của hắc đằng máu tươi bắn tung tóe giờ phút này sở phong thật sự đáng sợ khi thế hung ác tràn ngập tựa như hợp lại làm một với thay cổ hung hổ đột phá một luồng năng lượng vô địch hắc đằng diên lên một tiếng cơn đau nhất kịch liệt đã chuyển đến hổi tay của cánh tay phải đã bị đứt tóc tay gã ta bù sù lá cực tốc mà lùi lại màu tươi đỏ rực phương xuống cả mặt đất ngụn đỏ bãi cỏ lã ta cũng đủ hung ác quả thực không kêu to lên đồng tử của gã ta vô cùng lạnh lẽo nhìn chăm chằm vào sở phong đó là sự hận thù khắc cốt di tâm vào có cả sát khí nữa hôm nay gã ta lại gặp phải sự thất bại như thế này bị một nhân loại mà gã đã từng không để vào mắt kéo đứt cánh tay hung ác điên cuồng đè ép gã mà mãnh liệt tấn công việc này thực sự khiến gã quá khó chấp nhận đối mặt với loại sát ý lạnh lão thấu xương này sở phong hết sức chấn định cũng không thèm để trong lòng vẫn đang thi triển hình ý hồ hình nhảy bật lên về phía trước oát chạy đi đâu quanh thân thể của hắn lượn lờ sát phạt nồng động hung hổ của thái cổ nắm quyền sát phạt trong tay hiện tại hắn chính là một ma hổ hình người đánh đâu thắng đó trực tiếp lao tới muốn xé rách hắc đẳng dù giao xà là chủng tộc hy hi hữu mà mạnh mẽ thì thế nào chứ vẫn sẽ bị đánh giết mà thôi hiện tại sở phong cực kỳ nguy hiểm nụ thân còn cứng cỏi hơn cả giao xà để lộ ra hai tay giống như một con hung hổ đang xé trời khi thế hung hãn xông lên tận trời xanh nào giống một tiếng long mâm khuấy động cả rừng núi vạn cây cối cùng rung lên vô số phiến lá tàn lụi sau đó nổ tung ở giữa không hóa thành bột mị lấy hắc đằng làm trung tâm xuất hiện từng gợn từng gợn sóng màu đen tràn ngập ra sức mạnh trí cường mái tóc đen bóng dài ngoằng của gã ta dựng hết cả lên ánh mắt lập tức cực kỳ hung ác giống như hai vầng thái dương nhỏ màu đen ánh hào quang đen huyền sáng bừng lên thiên xà hóa giao thuật hắn rít vào một tiếng trầm trầm mỗi một tấc da thịt quanh thân đều đang phát sáng phu ra làn sóng năng lượng khiến người ta du sợ giờ khắc này hắc đằng trở nên vô cùng đáng sợ tàn ra khí cơ khiến người ta phải dùng mình một năng lượng kinh thiên động địa vọt lên từ thân thể gã ta hắn được ánh hào quang đen huyền bao phủ lấy một tay đã cột đón đỡ sở phong oanh dao động năng lượng khổng lồ hư ảnh giao long màu đen hiển hiện trực tiếp đối đầu với thể năng lượng của hung hồ thái cổ lập tức bộc phát ra trùng sáng chói mắt ở nơi đây long hồ tranh bá giữa hai đại cường già đã xảy ra dị tượng kinh người mai dự liệu chính là giờ khắc này hắc đẳng đặc biệt hung hãn còn lợi hại hơn cả khi cánh tay gã ta còn nguyên vẹn chiến lực tăng lên lấy một tay đã cột lại thành công chống đỡ được một kích hình ý hồ hình của sở phong ngao long âm càng kinh người như là kim thạch pha chạm tiếng vang điếc tay nhức óc đến cuối cùng lại càng hùng hồn vô cùng giống như tiếng biển lồng chấn động cả thiên địa năng lượng trong cơ thể hắc đằng đang tăng vọt toàn thân sáng bừng lên ánh hào quang tràn ngập khí tức của giao long giống như đã thay đổi một chủng tộc khác khí cơ hừng ngực cuộn trào hắn đẩy lui sờ phong phát ra khí cơ của hung thú thái cổ lợi hại hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần quyết khí trong thân thể dồi dào như biển cả đã xuyên qua cơ thể mà trào ra ngoài xung quanh gã ta là một mảnh đỏ thẫm huyết khí từ lỗ chân lông tràn ra hỏa với thứ năng lượng kinh người phát ra ánh hào quang y như một ngọn lửa đang cháy lên hừng hực Dễ hắc đằng hét lớn chủ động đánh về phía trước lá ta nhanh như sấm sét chút sức mạnh đó còn chưa đủ đâu sờ phong mang theo vẻ mặt bình thản lúc ra tay lại không bình thản là là bá đạo tuyệt luôn hình ý hổ hình vô cùng cuồng bạo vào thẳng về phía trước mang theo sát khí cực kỳ mãnh liệt phanh 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 hai người giao thủ hắc đằng lấy một tay bị cột đồi kháng quá trình này thân thể của gã ta lay động mãnh liệt tất cả lỗ chân lông đều đang phát sáng giống như muốn bốc cháy lên huyết khí tràn ra từ trong cơ thể vã ta đang càng ngày càng nhiều chu quanh hóa thành một màu đỏ thắm khi gã ta bị sở phong chấn lảo đảo lùi lại lần nữa khóe miệng chảy máu tay trái đã bị nứt toạc lan bàn tay một sự kiện kinh người đã xảy ra cơ thể vã ta có vài bộ phận đang bị dã nứt đồng thời cùng với một tiếng rồng ngâm thân thể của gã ta đã biến hóa lần nữa nó bị bao trùm bởi lớp vảy lại hóa thành thân rắn như ban đầu tiếp đó bốn cái móng vuốt nhô ra từ trong cơ thể có dương dướng máu và cả các mảnh vảy đã bể nát lá ta đang cưỡng chế hóa giao long đây là năng lực đáng sợ lúc hắn kéo đứt một sợi gông xiềng nào đó mà đạt được danh xưng gọi là thiên xà hóa giao thuật đương nhiên cái này cũng không phải lô xác thành giao long chân chính mà là lấy bí thuật hỗ trợ dùng năng lượng diễn hóa nhìn y như giao long hắc đẳng đang ở trong một trạng thái rất kỳ dị thân rắn năng lượng chui ra từ trong máu thịt hóa thành chảo dao khiến bề ngoài vã ta trông y như một con dao long hình thể rất giống cũng có loại uy năng kia sở phong ta chém thủ cấp của ngươi là ngươi ép ta đến bước đường này hắc đằng gầm thét lao vút về phía trước tốc độ của gã ta cực nhanh giống như một tia chớp màu đen dưới trạng thái này thực lực của gã ta đã tăng lên dữ dội mạnh hơn trước kia rất nhiều lần quả thật y như đã thay đổi thành một người khác nhưng mà hắn cũng trả cái giá đắt đã tiêu hao tinh hoa chân huyết của bản thân giờ phút này vã ta cao lớn cỡ một người là thân giao long dị thử nhanh nhẹn lại mang sức mạnh cùng bạo lực công kích đáng sợ vô biên mang theo ánh hào quang đen huyền hừng hực oanh lá ta trực tiếp đối đầu với sở phong lấy đôi chảo giao long đối kháng quyền ấn của sở phong rồng ngâm hổ gầm khuấy động sơn lĩnh như là cơn lũ bất ngờ mà giáng xuống khiến cho người ta như sắp ù tai hai người chém giết kịch liệt từ trong núi rừng vọt tới đỉnh núi cao cường giả đối kháng đang không ngừng tranh bá trực tiếp đánh rách tả tơi cả ngọn núi nọ bọn họ lại đạp đất bao lên không trung chiến đầu kịch liệt ở giữa không trung cứ như đang cùng ngự không phi hành huyết khí bành trướng khi thế sắp phạt ngập trời năng lượng lại càng điên cuồng phun trào ùn ùn kéo đến ầm một ngọn núi đã bị hai người bọn họ trực tiếp đụng vẽ lúc rơi xuống hắc đằng à dáng vẻ bề ngoài này của ngươi cũng không tệ đâu hóa thành một con dao long màu đen hình thể cường kiện hữu lực rất có mùi bá đạo của thánh thú đấy sở phong tán thường chương 486, dung hội quán thông hai nhưng hắc đằng cũng không vui vẻ được chút nào bởi vì sở phong lại lập tức bổ sung thêm một câu nói làm thú cưỡi cho ta đi ngươi muốn chết ánh mắt hắc đằng lạnh lẽo con ngươi bắn ra ánh sáng đen tiền như lưỡi dao sắc bén nhi đến gã cũng đường đường là thái tử nam hải hắc long thế mà lại bị người ta khinh khi như thế ai dám coi gã ta là thú cưỡi muốn bị diệt tộc sao tất nhiên tộc rồng nam hải sẽ cùng giết chết hết oanh toàn thân hắc đằng phát sáng thân thể như rút vào trong một phần thái dương màu đen phóng ra dao động năng lượng cực kỳ hùng mạnh mà kinh khủng một tiếng lao ngâm hai chảo đều xuất hiện đánh ra đòn tấn công mạnh nhất thân thể sầu phong cũng phát sáng hắn cao người lên cô sống như đại long hắn đang thi triển hình ý long hình hai tay nhô ra cũng như một con chân long có điều lại mang hình người ầm cả hai đụng vào nhau cả vùng núi sụp đổ đứt ra những cái khe chàng chịt chi chít, chít chung quanh bọn họ có cái lan tràn ra tới tận hơn hai dặm rất nhiều vết nứt màu đen đều rộng chừng vài thước tề phần cây rừng mặc kệ là bụi gai thấp bé hay là cổ thụ che trời tất cả đều bị vận sóng năng lượng bùng nổ giữa hai người chấn động đến đổ nát hóa thành bột mịn bọn họ đang chém giết kịch liệt từ đầu đến cuối sở phong đều rất bình tĩnh càng đánh càng hăng hắn không ngừng diễn hóa hình ý 12 chân hình mỗi một loại đều thi triển một đoạn thời gian ngân phiên mà bày ra càng ngày càng thuần thục hắn cảm thấy đây là sự rèn luyện tốt nhất một vị vương giả đỉnh cấp kéo đứt sợi đạo hung xiềng đang tranh phong cùng hắn hắn tận lực mà xúc tiến hình ý quyền có lực cảm ngộ cực sâu nhưng nay có hiệu suất cao hơn nhiều so với tự mình cân nhắc đo lường kiểm nghiệm trong quá trình thực chiến sẽ đạt được ý nghĩa thâm sâu của quyền pháp dùng dao long để rèn luyện 12 loại chân hình của mình thật sự có chút lớn mật bởi vì trong cuộc chiến như thế này chỉ cần vô ý một chút thôi thì sẽ có khả năng bị đối phương đánh giết hắn đang rèn luyện quyền ý mà đối phương lại đang liều mạng ông tâm thái muốn giết chết hắn mà tranh đấu mục đích của cả hai hoàn toàn khác biệt hắc đằng thời gian của ngươi không nhiều lắm chờ lúc ta rèn luyện xong quyền ý ngươi đã không còn tác dụng gì cho người hai chân hình của ta thì ta sẽ tiễn ngươi lên đường phải suy nghĩ cho kỹ đến cùng có làm thú cưỡi của ta hay không sở phong lạnh nhạt mà nói hắc đằng thật sự quá giận dữ ánh mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm nhân loại mà ngày xưa gã ta cảm thấy nhỏ bé chẳng có chút ý nghĩa gì căn bản không phải cùng một cấp bậc với gã ta nay lại muốn thu vã làm vật cưỡi Nhịn cái gì được chứ điều này sao nhịn nổi, hơn nữa, hiện tại đối phương lại đang dùng gã làm lò luyện, rèn luyện quyền ý của bản thân. Việc này khiến vã ta khó mà chấp nhận, Sở Phong, Sở Ma Vương, ngươi thật sự muốn chết đúng không? Dám làm nhục tộc rồng Nam Hải, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh." Hắc đằng phát cuồng, từng hồi rồng gầm vang lên, tản mát ra thứ năng lượng màu đen, quét Nga sơn lĩnh. Xé rách đỉnh núi, Sở Phong cất tiếng nói lạnh lùng, "Hắc trưởng Trùng ngươi cao ngạo cái gì?" dựa vào bản lĩnh bây giờ của ngươi mà dám nói phép mình là tộc rồng nếu không phải lần trước ngươi vô duyên vô chương uống giết ta bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng tân bản không có chuyện của ngày hôm nay không còn gì để nói nữa hôm nay đánh chết người không thần phục thì phải chết ai giết ai còn chưa chắc đầu hắc đằng lạnh giọng quát lớp vảy trên người gã ta sù cả lên chảy ra từng tia từng tia máu tươi bớt cháy ra ánh hào quang đỏ rực khi tức càng cường thịnh hơn vậy ngươi không còn cơ hội nữa ta đã luyện hình ý thập nhị chân hình xong hết rồi sở phong mang theo vẻ mặt lạnh nhạt sát khí tăng vọt giờ khắc này hắn dùng toàn lực mà đối phó không còn lấy việc rèn luyện quyền ý làm chính nữa mà là trong lòng mang theo sát ý muốn giải quyết con dao long này dễ hắc đằng giống to cả thân thể gã ta vồ ập tới móng vuốt bùng nổ ra ánh sáng đèn xỉ đồng thời cái sừng màu đen trên đầu gã ta lại còn nổ tung bắn ra thần quang đột ngột tập kích vào sở phong rạch hư không run rẩy sở phong nhanh như sấm sét mà thi triển hình ý hầu hình nhanh nhẹn dạ người trực tiếp nhảy lên tránh thoát khỏi lợi trảo và trùng sáng do cái sừng kia bắn ra hắc đằng đang liều mạng vận dụng 12 phân sức mạnh phát huy vượt xa bình thường thì phải giết sở phong cho bằng được thân thể của gã ta đột nhiên quét ngang trong khoảng cách gần như thế giống như một tia chớp màu đen bổ ra khiến cho không khí nổ lớn phát ra tiếng sấm nổ đùng đùng hiện tại thân thể của gã ta dù không dài nhưng sau khi thu nhỏ lại thì càng thêm đáng sợ có thể dễ dàng đánh rễ tường thành sát thép xé mở núi đồi sức mạnh vô cùng to lớn nhưng mà một kích này vẫn là đánh hụt sở phong nhanh nhẹn như một con chim yến hắn bay bổng lên không trung nhẹ nhàng mà linh động cả người mang theo một loại khí tức linh hoạt kỳ ảo đây là yến hình trong hình ý thập nhị hình hiện tại hắn có thể tùy tâm sử dụng mà thỏa thích phát huy thi triển ra chân hình thỏa đáng nhất vào thời khắc thích hợp nhất ầm lúc thân thể của hắn rơi xuống phía dưới thì cũng đạp mạnh xuống một cái thi triển ra hình ý mã hình muốn đạp vẽ thân thể của hắc đằng Lã ta kinh hãi vặn sấn thân thể lùi ra bên ngoài ầm ầm sau một khắc một cái chân của sở phong đong đưa lên thân thể vẫn đang lơ lửng giữa không trung nhưng lại nghiêng nghiêng giống như ngã ở nơi đó đùi phải như cái roi quất mạnh ra ngoài đánh về hướng của hắc đằng đây là xà hình hắn hành động một kích thành thạo tự nhiên mà chi triển ầm ừ. lần này chân của hắn quất lên trên thân hắc đằng khiến gã ta phát ra tiếng kêu thảm bay tung ra ngoài ho ra đầy máu lá ta đã bị thương nặng chỉ trong phút chốc như thế thôi mà sờ phong đã thi triển ra hầu hình yến hình na hình xa hình tự nhiên mà tùy ý tất cả đều dùng vào đúng chỗ hắn vận dụng những chân hình này dần dần trở thành một loại bản năng điều này chứng tỏ hắn đã tu luyện hình ý quyền có thành tựu thật sự bắt đầu tiến dần từng bước giống hắc đăng dự cảm được có điều không ổn thi triển các loại năng lực trong lúc há mùng lã ta vung ra ngọn lửa hừng hực màu đen mang theo tính ăn mòn mãnh liệt đồng thời thân thể cũng phát sáng bay vụt ra từng lưỡi từng lưỡi đao ánh sáng mài ra cái xương của gã ta nở rộ lên vận may thần giống như sấm sét không ngừng kích xạ ra trùng sáng trên dưới toàn thân gã ta đều hóa thành vũ khí tấn công mạnh liệt vào sở phong lại ý thức được bản thân sắp nguy rồi nếu như bây giờ không thay đổi được cái gì thế thì sẽ bị đánh chết đã chế rồi sở phong lạnh lùng cất tiếng đối với kẻ địch hắn sẽ không lưu tình từ khoảnh khắc con dao xà này ra mặt thay cho chủ nhân đĩa bay bá đạo muốn giết hắn thì hai người đã là kẻ thù không đội trời chung Chương 487, Bảo bối một. Oanh, Sở Phong vọt lên. Như chân long bay lên ngang trời, thi triển ra long hình, chén giết hắc đàng, đánh hắc đằng lảo đảo lùi lại phía sau. Tiếp đó một long quyền xuyên thủng thân thể của vã ta, máu tươi bắn ra tung tóe. Giống, tiếp theo. Sở Phong cứ như hung hổ thái cổ hạ giới, giáng xuống phàm trần, toàn thân tỏa ra ánh hào quang sáng lòa, trực tiếp đối đầu với con dao long màu đen, giật phăng một cái dao chảo năng lượng của hắc đàng xuống, rất nhanh hắn lại tung ưng tích thẳng lên trời cao toàn thân tỏa màu vàng nhạt lấy ưng hình của hình ý đánh giết khắc đằng hai chủng tộc này trời sinh là tương khắc xe nát thân thể của hắc đằng vảy do bay tán loạn máu tươi văng khắp nơi ầm trong khoảnh khắc hạ xuống đất sức mạnh toàn thân của sở phong tăng vọt hóa thành đại nhị chi hùng thi triển hình ý hùng hình sức mạnh vô song đánh bay hắc đằng tung lê không cả người toàn là máu cơ thể bị rãy xương sau một khắc sở phong mở hai tay ra chấn động mạnh mẽ giống như tiên hạc lượng xí, lại chặt đứt một cái móng vuốt năng lượng của Hắc Đằng lần nữa, cũng kéo ra một mảng máu giao long. Ta. Hắc Đằng kêu lên thảm thiết, chỉ trong phút chốc như thế thôi mà đối phương đã liên tục diễn hóa ra long hình, hổ hình, tương hình, hùng hình, hạc hình, trực tiếp làm tan giã lực chiến đấu của gã ta. Thời khắc cuối cùng, sờ phong vật lên giữa không trung, nhạy bén mà mạnh mẽ, đây là yến hình, tiếp đó hắn rút mạnh chân lại, giống như xà hình, lại như long hình, đuôi phải vô cùng ghê lớn, bổ mạnh xuống. Lúc này, cái chân này tập trung năng lượng bá đạo của Sở Phong, còn sắc bén hơn cả thần binh lợi khí, quay một tiếng, nện lên trên treo của Hắc Đằng, phốc, máu bắn tứ tung, Hắc Đằng kêu thảm thiết, lại không cách nào tránh thoát, nó ta trực tiếp bị chém hang lưng. Lúc trên Sở Phong quất xuống thì đã cắt lìa thân thể dã, tích cắt từ chỗ hông bụng, không nghi ngờ gì nữa, Thái tử Nam Hải Hắc Long đã hà bại, tất cả kiêu ngạo, tất cả tự phụ đều bị vô tình mà đạp nát, Sở Phong có được thu hoạch to lớn, lấy dao sạc kéo đứt sáu sợi gông xiềng để rèn luyện quyền ý của bà thân dung hợp thấu hiểu nắm giữ 12 chân hình cũng đã bắt đầu thuận buồn xuôi gió thực lực của hắn càng thêm hùng mạnh nghe nói bốn con sa ngư tinh mang đến đại sát khí từ nam hải cho ngươi ngươi biểu diễn giúp ta một phen được chứ sở phong nhìn xuống hắc đằng chuẩn bị ném gã ta vào khu vực đặc thù kia từ đó mà quan sát cả điều này mà ngươi cũng biết hắc đằng lạnh hết cả tim gan bốn vị tướng quân biển cả đã bị giết bốn cái trụ đồng thao kia cũng rơi vào tay người này rồi sao thân thể của gã ta đã đứt thành hai đoạn đầy người máu me la ập vào núi rừng sự đau đớn kịch liệt khó có thể chịu đựng mặt mày gã ta méo mó lã hận chết tên nhân loại trước mắt này tự nhiên là biết sờ phong gật đầu đại chiến đã kết thúc nhưng năng lượng trên người hắn còn chưa tan đi hết ánh lửa bập bùng sáng lên ngay cả tóc tai cũng từng sợi óng ánh trong đôi mắt có thần quang như tia chớp sáng lóe hắn cứ như một ma thần mà nhìn xuống con dao xà màu đen này ta hắc đằng trực tiếp ho ra máu cực kỳ hận người này rồi nén toàn bộ lửa giận và nhục nhã đỏ ngầu cả mắt ngay cả cơn đau khôn cùng trên người cũng không để ý đến nữa thân là thái tử nam hải hắc long đã kéo đứt sáu sợi gông xiềng hiếm khi gặp phải đối thủ luôn bệ nhễ quần hùng kết quả lại là phải trảm bại vào hôm nay điều làm gã ta không chấp nhận được nhất chính là tên nhân loại này lại dám dùng vã ta để rèn luyện quyền pháp mà cuối cùng còn thắng được và cướp đi bốn cái cột đồng thao của gã hắc đằng phát cuộc hận không thể một ngụm cắn chết hắn cuộc đại chiến đã kết thúc cả hắc trốn vùng núi đều tan hoang cảnh hoang tàn khắp nơi đừng nói là những cổ thụ che trời kia cho dù là mấy núi cao chất phót cũng đều bị đụng rẽ rất nhiều tòa đỉnh núi bị đánh tan nát hết cả lúc này hắc đằng rẽ mất phần thân thể phía dưới đột một hóa ra bản tướng tòa thân đen nhánh lấp lóe lên ánh kim loại lạnh bút lá ta nằm ở nơi đó mang theo làn máu đỏ tươi thân rắn lớn như vậy dài chừng vài trăm mét ta làm sao ăn hết đây sở phong liếu lưỡi dù hắn cực kỳ ăn được uống được nhưng cũng không có khả năng ăn sạch một con dao xà còn dài hơn xe lửa thế này trong vòng mấy ngày. Mắt hắc đằng phun ra lửa, tộc rồng Nam Hải lại phải biến thành món ăn của kẻ khác, việc này căn bản là không tưởng trong quá khứ. Nửa khúc thân trên của gã ta lúc này là nhân hình, tóc tai bù xù, gương mặt tái nhợt, thật quá không cam tâm. Trong cánh rừng này toàn là máu dao xà, đỏ tươi mà óng ánh, phát ra khí tức sinh mệnh bừng bừng, toàn thân một sinh vật kéo đứt sáu sợi vông xiềng đều là bảo vật. Sở phong hôm nay ngươi giết ta, ngày khác chắc chắn sẽ bị tộc rồng Nam Hải tàn sát, bản thân ngươi cũng sẽ chết thả, chuông cùng với ta mà thôi. Hắc đằng cũng không cầu xin tha thứ, bởi vì gã ta biết sống không được nữa, ngược lại còn âm lãnh mà mở miệng. Sờ Phong cường thế mà bá đạo, căn bản không sợ hãi. nói, ta trời nhất mạch tộc rồng Nam Hải tái hiện, có điều con người của ta luôn không phải bị động, chọc giận ta, nói không chừng ta sẽ hạn Nam Dương trước một bước. đào luôn ổ rồng Nam Hải, ngươi, Long Hắc đằng thật sự nặng nề nghĩ đến nhân loại này chỉ mới kéo đứt năm sợi gông xiềng thôi mà có thể đánh bại gã ta cứ tiến hóa như vậy tiếp tương lai thật sự có thể trở thành họa lớn của tộc rồng nam hải tong đúng lúc này sở phong đánh kim cương chắc ra hắn không dùng hết sức mạnh nhưng cũng hết sức khả quan mà nện lên cái sừng trên đầu hắc đằng giang rắc một tiếng cái sừng màu đen kia đứt rãy từ gốc rơi xuống mặt đất trực tiếp phóng đại lên tận mấy mét dù đã bắt gã ta làm tù binh nhưng sở phong cũng không chủ quan đây là một con dao xà hiếm thấy trên đời cái sừng màu đen kia có được sức mạnh hết sức đáng sợ hiện tại đã bị đứt lìa hắc đằng gào thét ánh mắt thật đáng sợ thân thể co giật mạnh cảm thấy bị sỉ nhục y chề cái sừng mang tính biểu tượng cho loài dao đã bị rãy mất lã ta hận muốn điên sau khi mất đi cái sừng tinh khí thần toàn thân lã ta phảng phất như bị rút ra bởi vì đau nhức kịch liệt mà quay cuồng trên mặt đất sau đó thì an tĩnh lại cả người lã suy yếu đi hẳn sắc mặt hắc đằng chán bệch hai mắt trống rỗng vô thần lã ta nằm ở nơi đó không nhúc nhích mất hết can đảm. Trong lòng gã có một cảm giác thất bại khó nói nên lời, Sở Phong đứng tại đó, trực tiếp vận dụng tinh thần năng lượng, vận chuyển nửa khúc thân trên của Hắc Đằng đi qua, Hắc Đằng không có chút chống cự nào, bị năng lượng tinh thần dẫn dắt đến gần nó, Sở Phong thảo cánh tay ra, lúc sắp bắt tới tay, nhưng mà chuyện khiến hắn phải khiếp sợ đã phát sinh, cánh tay đâu, tại sao tự nhiên lại biến mất kia chứ? Hắn đột nhiên kêu to, toàn thân phát sáng, phóng thích khí tức khủng bố, muốn đối kháng lại nó. Chương 488, bảo bối hay ngươi đi vào cho ta giờ khác này hắc đằng vô cùng rét lạnh can quét hết mọi bệnh trạng con ngươi bắn ra ánh hào quang đốt cháy những năng lượng sau cùng lá ta ngẩng đầu lên mái tóc rối tung bay phất về sau vị trí chỗ ngực có một cái bình màu trắng như tuyết nó cũng không lớn chỉ cho trường ba tấc hiện tại đáy bình rắn lên của ngực hắc đằng túc năng lượng ra từ trái tim khiến cho miệng bình tuyết trắng phát ra ánh sáng thu hết toàn bộ cánh tay thò ra của sở phong vào tiếp đó là nửa thân trên cuối cùng là chân lã ta nhanh chóng đậy nắp bình lại dùng sức siết chặt trong tay bản thân gã thì rơi xuống mặt đất miệng hái lớn ra để thở toàn thân đều là mồ hôi lúc này gã ta đã trọng thương ngã gục thời khắc sống còn vã dùng đến cổ khí thân bí này để lật ngược ván cờ quả nhiên là quá hung hiểm sở phong sở ma vương chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám tranh phong với nhất mạch nam hải bọn ta quyền uy và thế lực của tộc rồng bọn ta ngươi há có thể sánh bằng đáy biển nhiều di tích thế nào ngươi có thể biết được sao hắc đằng mang cho bộ mặt dữ nhìn cực kỳ đáng sợ, toàn thân đều là sát khí, ánh mắt gã ta như bó đuốc, mang theo thù hận và cả sảng khoái, bật lên tiếng cười ha ha. Trong tay trái vã ta một cái bình nhỏ, có hơi giống Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thần thoại trong tay Bồ Tát, nó rất nhỏ, cao ba tấc. Trắng nõn không tì vết, vô cùng đẹp đẽ, nhưng Hắc Đằng biết nó căn bản không phải, nếu quả thật như Ngọc Tịnh Bình trong truyền thuyết thì vã ta cũng sẽ không thê thảm như vậy, sớm đã trấn áp được sở phong rồi. Thứ này được khai quật ra trong một cổ mộ lớn dưới đáy biển, bản thân nó không có uy năng gì, không cách nào dùng để chiến đấu. Cái bình nhìn như không lớn, thế nhưng bên trong nó lại không nhỏ, cất giấu không gian trồng chất. Hơn nữa nếu muốn dùng nó để chứa đồ vật, nhất định phải tiếp xúc mới được, không thể cách không mà thu lấy. Điều kiện tương đối khắc nghiệt, nay từ lúc hắc đằng không địch lại được thì đã muốn dùng thứ này, nhưng lúc đó hai mắt sở ma vương như điện, chi trì ý chí chiến đấu sôi sùng sục, tinh thần tập trung cao độ, bất kỳ động tác nhỏ gì cũng không thể vạt được đôi mắt hắn, hắc đằng cứ mãi không dám dùng ẩn nhẫn đến bây giờ muốn tìm một cơ hội tốt nhất để ra tay thẳng đến ánh hào quang trên người sở phong biến mất triệt để buông lỏng ra thua lại sát khí bừng bừng lá ta mới ý thức tới có lẽ có thể mạo hiểm thử một lần sở phong đánh bại hắc đằng thời khắc sống còn lại nhện đứt cái sừng của gã ta quả thật lập tức liền buông lỏng hắn cũng không ngờ tới trên thân hắc đằng sẽ có thứ đồ như vậy vẫn cảm thấy bốn cái cột đồng thao kia chính là chỗ dựa của hắc đồng căn bản không biết bốn tên tướng quân biển cả kia còn mang đến trong gã ta một cái bình cổ thứ này vốn cũng không phải vũ khí chiến đấu mà là để vã ta dùng khi tẩy sạch danh sơn thiên hạ rồi chứa đựng chiến lợi phẩm vào thời khắc sống còn hắc đằng đã thành công dùng thứ này mà thu sở phong vào đó lã ta cực kỳ hài lòng vừa ho ra máu vừa bật cười đấu với tộc rồng nam hải a kể là người muốn chết rồi giọng nói của vã ta trở nên rét lạnh lã phản kích từ tuyệt địa thành công mịch chuyển được chiến cuộc chỉ là làm sao giết chết được sở phong đây lã ta hơi đau đầu cái bình này có thể chứa đồ vật nhưng lại không thể diệt trừ một người cũng chỉ có thể từ từ mài chết đối phương mặc dù gân giả nhưng cái bình này cũng coi là thần vật hắc đằng cảm thán di tích dưới đáy biển nhiều như vậy đúng là đào móc ra nhiều thứ có được năng lực kỳ dị nhưng lại chỉ có món này bao hàm càn khôn tương đương thần bí một cái bình nhỏ dính đến lĩnh vực không gian thì tuyệt đối là phi phàm vì thế tộc hải có người hoài nghi thứ này sẽ không thật sự là dương chi ngọc tịnh bình trong thần thoại kia đó chứ nhưng lại bị phủ nhận nó không có chút lực công kích nào cả tộc dòng nam hải khai quật được một vài sách ngọc từ đáy biển nên biết được rất nhiều bí mật thời cổ đại từng cẩn thận nghiên cứu những đại năng thời cổ đại kia đều là tiến hóa giả hơn nữa trong những cổ đại tiến hóa giả này không đề cập đến bồ tát độc đột nhiên cái bình trong tay hắc đằng chấn động nhất là ở chỗ nắp bình nó run rẩy kịch liệt giống như đang bị dáng đòn nặng nề không tốt hắc đằng kinh hãi hôn nhân này quá bất hợp lý chẳng lẽ còn có thể phá bình mà ra lúc ở nam hải bọn họ cũng từng thí nghiệm qua hắn từng bị thu vào đó kết quả căn bản không có cách thoát khốn hong, hắn nghĩ tới trong tay sở phong còn có kim cương chắc hơn phân nửa là đang dùng vật đó nện nắp bình muốn tránh thoát đi ra lã ta liều mạng đè nắp bình xuống muốn ngăn cản nhưng vẫn không được chấn động càng ngày càng kịch liệt nắp bình cũng đang dần buông lỏng muốn rơi xuống đất trong bình lúc sở phong vừa mới rơi vào đã hận không thể cho mình một cái và miệng thế mà lại lật truyền trong ngương thời khắc cuối cùng còn bị người lật phán bài thực sự quá bất cẩn mới đầu hắn quả thật là lo cái bình này giống như mò nồ lưu truyền trong những truyền thuyết dân gian kia không chừng sẽ biến chính mình thành một bãi máu xiền xể nhưng chờ giây lát hắn phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá truyền thuyết cổ đại không thể hoàn toàn tin đây chỉ là một không gian kỳ dị cao chừng 10 mét dưới đáy là hình tròn đường kính có thể hơn 3 mét chút chủ co hẹp phía trên cái bình thì chỉ có đường kính không đến một mét hắn bắt đầu tấn công mạnh đầu tiên là nắm nắm đấm lại đánh về hướng nắp bình sau đó lại vận dụng kim cương trác ngang nhiên đánh tới hắn không thử đánh nát bình thể cảm thấy quá đáng tiếc hắn cảm thấy đây thật sự là một món đồ quý hiếm khó được nó có thể chứa đồ vật không tốt hắc đằng giật mình đột nhiên dùng lực ném mạnh cái bình ra phương xa sau đó gã ta chịu đựng đau đớn mà vật lên tìm được một nửa thân thể dãy mất của mình vết thương đang phát sáng cưỡng ép tiếp tục cắn liền lại sau đó trực tiếp bỏ chạy ông rốt cục Sở phong đánh bật nắp bình ra cả người thoát khốn lao vút lên hắn giãn rộng tứ chi nắm quyền lại cầm kim cường trác tiến hành đề phòng nhưng mà hắn phát hiện mình đang ở giữa không trung thần giác tàn ra phát hiện hắc đằng đang ở cách đây bảy tám dặm đường vừa rồi gã ta còn vứt bỏ luôn cả hắn nào sở phong vớ ngay lấy cái đỉnh vân nắp hạ xuống phía mặt đất phịch một tiếng hắn đập sụp cả mặt đất ra đất đá bay lên trời lực trùng kích mạnh đến kinh người nhưng điều này với hắn mà nói căn bản không là gì cả hiện tại dù hắn rơi từ nơi cao hơn nữa thì thân thể cũng rất khó bị thương ầm ừ, ầm không khí nổ lớn Sở Phong trực tiếp đột phá tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Dẫm lên rừng núi, đạp nứt mặt đất mà đuổi theo. Chương 489, bộc phát bất cứ lúc nào một, Hắc Đằng làm sao có thể trốn thoát, lại mất một nửa thân thể. Cho dù cưỡng ép kết nối lại thì cũng không tiện hành động, còn chưa đạt được đến vận tốc âm thanh. Căn bản không chạy thoát được. Ầm, ừ. Sở Phong phi thẳng một cước, đá dã ta bay tung lên, thân thể lại đứt thành hai đoạn lần nữa, nửa đoạn thân rắn đen nhanh phía dưới quay cuồng, đe dãy rất nhiều đại thụ, ngươi đúng là biết nhẫn nại thời khắc cuối cùng mới ra tay đúng là suýt đã vây khốn được ta sở phong lạnh nhạt vô cùng lần này trong mắt của hắn tựa như tia chớp bất kỳ động tác nhỏ nào của đối phương cũng không chạy khỏi thân giác của hắn hắc đằng mất hết can đặc cảm giác nhân sinh đều u ám cả đi không còn bất kỳ át chủ bài nào chưa lật cả cái gì mà biết nhẫn nại chứ thật sự là vì cái bình kia quá gân và. lã ta không cách nào dùng để chiến đấu thu cho ta sở phong hô lên thôi động năng lượng rót vào trong thân bình muốn thu hắc đằng vào kết quả không có động tĩnh gì rất nhanh hắn liền hiểu được chuyện gì xảy ra cũng hoàn toàn không còn gì để nói nhưng mà hắn vẫn rất vui mừng bởi vì bên trong có càn khôn khác dính đấy không gian thì bất kể nhìn thế nào cũng là đồ vật trong truyền thuyết thần thoại về sau vật phẩm bên người đều có thể thu vào trong bình không cần lo lắng trong lúc chiến đấu bị phá hủy hay quá nhiều mà không mang đi được đi thôi sở phong dẫn theo hắc đằng bật nhảy lên một năm trăm mét hắn vượt qua vài dặm đi vào khu vực đặc thù kia hắn đi vòng qua một vòng ở nơi này sau khi xác định bốn cái cột đồng thao kia chôn ở nơi nào thì trực tiếp ném hắc đằng vào đó hắc đằng hận cực kỳ trước đó gã ta chỉ biết là bốn vị tướng quân biển cả chôn cột đồng thao ở dãy núi này nhưng cũng không biết chính xác là chôn ở đâu nếu biết thì trực tiếp ném ngọc tịnh bình vào là được rồi kết quả quay ngược lại là chính gã ta bị ném vào chỗ này sở phong phi thường hài lòng đốt một đống lửa ở bên ngoài vừa nướng thịt sao xả vừa nghiên cứu ngọc tịnh bình thân bình trắng mãng có vẻ ngoài tương tự với Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trong thần thoại, nó cao ba tấc. Giống như là một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, nắp bình đen nhánh, cạn nhìn như là làm bằng gỗ, nhưng lại còn nặng hơn cả kim khí, chỉ khi thúc dục năng lượng trong cơ thể mới có thể bỏ vật phẩm vào trong bình, bằng không, bình ngọc tinh xảo này bị nhà khảo cổ phát hiện cũng chỉ có thể xem như một phân vật, người bình thường không dùng được nó. Rất tốt. Bốn cái cột đồng thao có chỗ bỏ vào rồi, Sở Phong mỉm cười. Nếu không muốn cái cột kia khai quật ra cũng quá chón mắt, ai không có việc gì lại khiêng bốn cây cột thô to thế này mà chạy loạn rất nhanh sở phong phát hiện hắc đằng tuyệt không phối hợp nằm ngay đơ trong vùng núi này không chịu nhúc nhích hắn rời khỏi nơi này bắt được một ít mãnh thú và phi cầm bỏ vào trong khu vực đặc thù kia đây là quỷ đánh tường a sở phong quan sát mấy con mãnh thú và phi cầm bị bỏ vào lộ ra vẻ kinh dị khu vực trong vòng bốn cái cột đồng thao chu vi có thể lên đến ba bốn dặm mấy con mãnh thú này phi nước đại gào thét da long xù hết cả lên ở trong đó nhưng kỳ thật chạy tới chạy lui đều đang chạy lòng vòng trong mắt chúng tràn lập hoảng sợ không biết mỏi mệt không dừng được mà mấy con hung cầm trên không trung cũng rất cổ quái không có dương cánh đi xa từ đầu đến cuối cứ bay lòng vòng quanh vùng đất này đến cuối cùng càng ngày càng dùng sức tần suất đập vỗ hai cánh càng tăng lên bọn chúng rất bối rối nhưng bay tới bay lui đều không có thoát ly khỏi mảnh đất kia cứ vòng quanh tầng trời thấp như thế cũng không biết đã bay bao nhiêu vòng rồi sở phong trợn to mắt trên mặt lộ ra kinh sợ giờ này đang giữa ban ngày ban mặt mà lại xảy ra chuyện quỷ dị như thế này có gì khác với quỷ đánh tường trong truyền thuyết kia chứ tà môn thật sự quá cổ quái sở phong tự lẩm bẩm một mình cắn một miếng thịt dao xà tươi ngon một bên nhai một bên tiếp tục quan sát đây chính là năng lực của bốn cái cột đồng thao sao đúng là thật quỷ dị không phải chỉ là bốn cái cây kim loại à sao lại có thể làm cho đám phi cầm tổ thú kia lạc đường kia chứ sở phong ngẩng đầu nhìn một cái trời đất thì tươi sáng trời xanh không mây mặt trời nóng bỏng giờ này cũng không phải là màn đêm tràn ngập xương lớn sao bọn chúng lại không tìm thấy đường ra hắn nghi ngờ vô cùng cảm thấy tà môn đến dị thường trước đó nơi này tuyệt đối không phải như thế này tất cả đều là vì mấy tên tướng quân biển cả kia chôn bốn cái cột đồng thao xuống nên mới dẫn đến hiện tượng trên sở phong biết quỷ đánh tưởng thật sự có tồn tại chuyện như vậy thường phát sinh vào ban đêm nơi khởi nguồn đa số là nghĩa địa hay như những nơi hoang vu ở vùng ngoại ô người trong cuộc không phân rõ trái phải cảm giác nhận thức cũng mơ hồ cuối cùng cứ xoay quanh một chỗ. Người từng trải qua chuyện như thế đều nói. Lúc ấy ý thức mông lung, nói cách khác là rất bối rối. Luôn cảm thấy mình đi dọc theo đường thẳng, muốn rời khỏi vị trí ban đầu, nhưng kết quả là cứ quay đi quay lại ở một nơi mà thôi. Nếu như việc này xảy ra ở bãi tham ma vào ban đêm, tự nhiên sẽ khiến cho người từng trải bị hù dọa quá mức, dễ dàng bị mắc bệnh nặng, từ đó cũng càng có vẻ mê tín và cảm thấy khủng bố hơn. Sở Phong biết, quỷ đánh tường có thể sử dụng khoa học để giải thích, dựa theo nghiên cứu, rất nhiều sinh vật có bản năng vận động đều là chu vi hình tròn mới dẫn đến hiện tượng kia. Có người làm qua thí nghiệm, đó là bịch mát các loại chung bay như chim ưng, chim sẻ, bồ câu vân vân lại. Sau đó thả lên không trung, bọn chúng sẽ bay quay một vị trí ban đầu. Mà nhân loại hoặc là mãnh thu cũng như vậy, khi mất đi cảm nhận phương hướng mà bảo hắn phải đi đường, tự cho là đi dọc theo đường thẳng, nhưng kết quả kỳ thật là đang xoay quanh. Bởi vì bất cứ sinh vật nào cũng khó có khả năng đối xứng tuyệt đối về hình dáng, hai cánh lớn nhỏ không đều hai chân không dài bằng nhau sau khi đánh mất phương hướng mà phải đi về phía trước cự ly đi tích lũy càng ngày càng dài lộ trình tiến lên của hai cánh hoặc hai chân sẽ không giống nhau kết quả chính là đi thành một hình tròn sở phong biết cách giải thích của quỷ đánh tường này nhưng lại không rõ vì sao bốn cái cột đồng thao lại có thể tạo thành hiện tượng như vậy hơn nữa hắn phát hiện khu vực đặc thù kia xảy ra hiện tượng quỷ đánh tường vô cùng nghiêm trọng những mãnh thú và hung cầm kia như nổi điên mà di chuyển vòng quanh trong mắt có sợ hãi và cả điên cuồng căn bản không dừng lại được đây chính là đại sát khí mà tộc rồng nam hải của hắc đằng đưa tới sở phong có chút im lặng nhưng lại rất giật mình chưa 490, người, bộc phát bất cứ lúc nào hay lam rầm rầm rộ rộ nửa ngày thì ra là quỷ đánh tường à nếu nói ra việc này bất kể thế nào cũng không coi là cao lớn gì mấy hắn còn tưởng rằng là trận vực kinh dị gì đó chứ ban đầu cứ tưởng là sau khi dựng bốn cột đồng ở trong này xem mưa như chút nước lôi điện đan xanh, kiếm khí tung hoành chén người bị nhốt ở bên trong thành muôn ngàn mảnh không chứ kết quả thì tự mà nhìn xem hoàn toàn không có chuyện như vậy hắc đằng ông nội nhà ngươi đây chính là đại sát khí của ngươi đó hả ngươi đứng lên cho ta đi lòng vòng đi sờ phong nguyên rủ sau đó thì nhấc một khối núi đá mấy vạn cân lên đập về phía hắc đằng phịch một tiếng hòn đá nện lên trên người gã ta khiến hắc đằng rên lên một tiếng vết thương chảy máu mai đi lòng vòng đi sờ phong hồ xong công này thì sững sờ hắn tỉnh ngộ ra mặc dù chuyện xảy ra trong vùng đất này nghe không đủ bà khí chỉ là quỷ đánh tường nhưng lại rất không bình thường Ngước kẻ thù vào bên trong mình đứng ở ngoài có thể tùy ý công kích hắn ném tảng đá vào thì không bị thay đổi phương hướng nó trực tiếp nện lên người hắc long tiếp đó hắn bắn ra một cục đá phịch một tiếng đen đánh rãy một túng lông đuôi của con diều hâu đang bay tầng trời thấp kia núng lông rơi rụng xuống con diều hâu này ráy lên một tiếng càng ngay càng hoảng sợ nó liều mạng đập hai cánh càng ra sức mà bay lòng vòng ở đó sở phong im lặng hắn không muốn tổn hại đến tính mệnh của nó cho nên mới chỉ đánh rãy một túm lông muôi kết quả lại làm nó rơi sâu vào sợ hãi tột độ liều mạng mà phi hành hắn dần ý thức được vùng đất này ngoại trừ quỷ đánh tường ra thì còn có thêm những nhân tố khác khiến cho những sinh vật này mẫn cảm lồn nóng sợ hãi bất an tinh thần bọn chúng hỗn loạn bị áp chế đưa ra các phán đoán sai lầm mất đi phương hướng sở phong cẩn thận quan sát càng ngày càng hiểu rõ hơn hắn cảm thấy bốn cái cột đồng thau này đúng là không tầm thường sau khi chôn ở chỗ này lại tạo thành sự kiện quỷ dị như vậy miễn cưỡng coi như đại sát khí sở phong cảm thấy nếu thật sự đưa kẻ thù vào khiến chúng lạc lối ở bên trong hắn đứng bên ngoài thả kiếm ra vậy thì có thể giết địch như cắt cỏ rồi còn gì không sai ta thích bốn cái cuột đồng thao này hắc đằng ngươi thật là người tốt càng ơn ngươi tặng cho ta món quà lớn như thế ta nhận sở phong cười ha 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 hắn kinh ngạc hắc đằng ở bên trong không có phản ứng gì nếu là bình thường lá ta hẳn sẽ táo bạo nổi điên phẫn nộ mới đúng. Chẳng lẽ nơi này cũng ảnh hưởng đến thính giác? Đúng rồi, không phải là tức đoạt ngũ giác của người khác đó chứ. Vậy thì thật kinh khủng. Sở Phong kinh hãi, hắn thử vào thét vào một con mãnh thú, thanh âm như sấm, chấn động lan ra. Kết quả con báo đống kia căn bản không phát hiện, vẫn bảo trì trạng thái ban đầu mà chạy vòng quanh như cũ. Quả là thế, Sở Phong bó tay không còn biện pháp. Tăng cảm thấy không đơn giản. Sau đó, hắn lại đi bắt vài con mãnh thú và hung cầm rồi bỏ vào mảnh đất này tiếp tục quan sát. Hắn muốn nhìn một chút, thời gian những sinh vật này nán lại trong đó dài ngắn khác biệt, sẽ có biểu hiện khác biệt gì hay không? Hắn phải nghiêm túc chứng thực vào tìm tòi, cứ cách một đoạn thời gian, hắn tại bỏ vào một vài con phi cầm tàu thú, hắc đằng ngươi muốn chết sao, còn không đi lòng vòng đi chứ. Sở phong lại né mấy khối núi đá vạn cân qua, khiến cho hắc đằng bị thương càng thêm nặng, nhưng lã vẫn cứ bất động, hoàn toàn không chịu phối hợp. Trong quá trình này, sở phong nướng chín vàng ươm từng khối lại từng khối thịt rau xà chất thịt óng ánh ăn uống thả cửa bổ sung năng lượng mà bản thân đang cần trải qua một cuộc đại chiến hắn thật sự khá là đói bụng mật rau xà sở phong đào ra cái mật rắn to đùng kia thật sự có chút quáng mắt kích cỡ cũng quá lớn óng ánh trong suốt phát ra mùi thơm ngát nhưng mà hắn biết thứ này khẳng định đáng đến mức chịu không thấu hắn không dám nếm thử cũng không phải thứ gì ngon lành nhưng đây nhất định là đại dược hiếm có nói không chừng về sau sẽ dùng tới được dù sao cũng là mật dao xà mà sở phong cẩn thận không chế nhiệt độ của ngọn lửa để hong khô nó sau đó cũng mang sừng dao xà máu đen kia tới rửa sạch mật dao xà rồi thu chung vào trong ngọc tịnh bình hắn rất nhàn nhã ở lại đó quan sát trong lúc đó hắn diễn luyện hình ý thập nhị chân hình tiến thêm một bước mà củng cố trận chiến lần này với hắc đằng giúp hắn thu hoạch được rất nhiều điều trong đó không chỉ thu hoạch được dương chi ngọc tịnh bình bốn cái cột đồng thau mà hình ý quyền của hắn cũng lấy được tiến triển đột phá đã tiến xa được một bước, ở chỗ này một ngày một đêm, Sở Phong tiêu phí không ít thịt giao xà, không riêng gì vì cái ăn, mà hắn cũng đang luyện hóa năng lượng, tẩy rửa bản thân, trong lúc này, hắn không ngừng vận chuyển phương pháp hô hấp, lỗ chân lông toàn thân đều đang phát sáng, thịt giao xà ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm, tinh khí trong cơ thể hắn đã cường thịnh, sôi trào lên, tràn ra từ lỗ chân lông. Ta, cái bình này thật là thần kỳ. Sáng ngày hôm sau, Sở Phong đón ánh bình minh, xem đi xem lại trong cái bình hắn từng lột ra rửa sạch thịt rau xà bỏ mấy khối vào trong bình ôm thái độ muốn thăm dò thử kết quả một loại phỏng đoán nào đó đã trở thành sự thật không gian trong bình có thể giữ tươi mấy khối thịt trắng sáng như tuyết kia không có biến hóa nào thịt rau xà trong này khó mà hư thối ha ha thật sự là bảo bối tốt nếu để người ta biết hắn đang vui sướng vì cái gì nhất định sẽ hết sức cầm nín đây thuần túy là vì cái ăn hắn đang nghĩ về sau săn giết sinh vật cấp vương thì không còn sợ lãng phí nữa không gian trong bình cao chừng 10 mét đủ để chứa đựng số lượng lớn nguyên liệu nấu ăn vương cấp. Sau khi quan sát một ngày một đêm, Sở Phong dần hiểu rõ tác dụng của bốn cái cột đồng thao, có thể hình thành phiên bản mạnh của quỷ đánh tường, còn có thể tước đoạt một chút cảm giác của người ta. Nói tóm lại chính là khiến người ta phán đoán sai lầm, ý thức hỗn loạn khi ở trong này. Bốn cái cột đồng thao có thể thay đổi giá trị từ trường sao, khiến cho từ trường ở nơi này trở nên dị thường, từ đó ảnh hưởng đến những sinh vật đó. Sở Phong suy đoán, có vài phi cầm tàu thú sớm đã mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất, ngất đi nếu không căn bản sẽ không dừng được. Hắn cảm thấy, vẫn nên chờ sau này, lúc đối địch lại tiến hành một bước quan sát và kiểm nghiệm đi, Hắc Đằng đã hóa ra nguyên hình. Toàn thân đèn nhánh, lớp vảy như là kim loại phát sáng, nó vô cùng hận thù, nhìn trong chọc vào Sở Phong, tràn đầy vẻ oán độc, bởi vì nó biết, bất kể thế nào đi nữa cũng trốn không thoát. Sở Phong không chần chờ mà lấy ra phi kiếm, bịch một tiếng chém cái đầu của con dao xà khổng lồ kia xuống, không cho nó cơ hội vùng dậy, mà trực tiếp lấy mạng của nó. Chương 491, bộc phát bất cứ lúc nào ba. Thời khắc thu hoạch đã đến, Sở Phong đều rút bốn cái cột đồng thao ra, dùng nước suối rửa sạch, tu vào trong ngọc tịnh bình. Sau đó, hắn bắt đầu thu gom thịt rau xà. Nửa khúc trên vẫn còn duy trì hoạt tính, cực kỳ tươi ngon, một mớ thịt óng ánh sau khi xử lý sạch sẽ rồi thì cất vào trong bình. Đá thương cho thái tử Nam Hải Hắc Long, đường đường là cường giả kéo đất sáu sợi vông xiềng, bệ nễ trừ vương, cứ như vậy đã bị đánh giết. Tả Long thông của gã ta được xưng tụng là cổ khí phi phàm, đã trực tiếp đổi chủ, về phần bình không gian kia càng thần bí cũng đổi chủ nhân mà bản thân gã ta thì trở thành món ăn trong mâm của sở ma vương sở phong biết một con dao xà lớn như vậy đã bị giết vắt ngang cả núi rừng tin tức này không giấu được bao lâu nhất định sẽ bị người ta phát giác hắn đã chuẩn bị tốt khi đi ra bên ngoài sẽ đại chiến với rất nhiều kẻ thù sở phong không hề rời đi mà ở lại nơi này tăng tiến hình ý quyền tăng cường chiến lực của bản thân bởi vì hắn phát hiện quyền pháp phi thường thích hợp hắn hình ý 12 chân hình muốn dung nhập vào trong thực chất của hắn, càng là lĩnh hội càng là thuận buồm xuôi gió. Đây là nhân tộc quyền pháp, cùng hắn dị thường phù hợp. Trọng yếu hơn nữa là, hắn đã triệt để nắm giữ phương hô hấp pháp cất giấu trong 12 chân hình, mỗi ngày tương đương có thêm một đoạn thời gian tiến hóa hữu hiệu. Sở Phong cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa. Cho dù không có hoa phấn, hắn chỉ cần dựa theo phương pháp hô hấp vô thượng mà Hoàng Ngưu giao cho hắn, là thêm tàn pháp đại lối âm và hô hấp pháp hình ý, cũng có thể không ngừng đẩy mạnh thể chất tiến hóa, cho đến khi lột xác toàn phương diện. Sở Phong luyện quyền ở phụ cận núi Tam Thanh, không vội vã rời đi. Vững chắc 12 chân hình, luân phiên mà vận chuyển ba loại phương pháp hô hấp, hắn cảm thấy huyết khí của bản thân càng ngày càng hùng hồn. Thịt sao xà chính là món ăn năng lượng cao giúp hắn luyện quyền, quả mọng trong núi thì coi như là rau quả. Tổng ẩm, đón ánh mặt trời hừng hực, cơ thể Sở Phong sáng lên óng ánh, giãn ra tứ chi trước thác nước, vung nắm đấm giống như tiếng sấm, ở chung quanh thác loài rồng, ồ, hạc, gấu, tư lại cùng hiển hiện lên chúng đều là hóa thành năng lượng mang theo khí tức kinh khủng cùng bay ra phía ngoài oanh thác nước chảy lên ngược dòng chung quanh có rất nhiều núi đá hơn ngàn vạn cân còn trôi nổi bay lên vây quanh hắn mà chuyển động theo tiết tấu quyền ấn của hắn mà rung lên bần bật nổ tung lúc này có rất nhiều người bên ngoài đều đã biết đó là đại sát khí mà hắc đằng của tộc rồng nam hải đưa tới nhìn như muốn tuyệt sát sở phong nhưng thật ra là vì vây khiếp sợ cho các cường giả trên lục địa ngay lập tức mọi người đều đang nghị luận lòng người bàng hoàng chẳng lẽ tộc hải thật sự muốn quy mô tiến công sao hiển nhiên sau khi công khai tin tức này mọi người càng kiên kỵ tộc hải hơn dẫn đến bọn chúng làm việc càng ngày càng thuận tiện đồng thời cũng dần bá đạo phô trương chỉ có hai con trâu đang cười lạnh bọn họ đã biết sờ phong chém giết hắc đằng vào sáng sớm hôm nay khiếp sợ đồng thời cũng rất kích động hiện tại bên ngoài cứ coi là hắc đằng muốn quật khởi gây chấn động từ phương lại không biết rằng vị cường già tộc rồng nam hải này đã bị sờ phong ăn thịt cho nên hai con trâu tươi cười sán lạn chờ mong chuyện trên núi tam thanh bị phơi bày ra ánh sáng đến lúc đó khẳng định sẽ dọa sợ cả đám cường giả chính chủ sở phong thì đang luyện quyền đa dưỡng sinh đang tích trữ sức mạnh trận chiến đánh giết hắc đằng giúp cho hắn thu hoạch được nhiều thứ cả ngộ dành cho người hai chân hình cũng càng sâu hắn chuẩn bị bộc phát đi giết chư vương vào bất cứ lúc nào đến cùng sở phong đang ở nơi nào chẳng lẽ đã chết thật rồi sao hắc đằng đã chữa khỏi vết thương cũng cho người mang đại sát khí từ nam hải đến thực lực sẽ càng khủng bố hơn cho dù sở phong còn sống chỉ sợ cũng không địch lại được. Cả hai vốn cũng không phải cùng một cấp độ, một bên kéo đứt sáu sợi gông xiềng, là sinh vật cấp vương cấp cao nhất, một bên thì chỉ mới kéo đứt bốn sợi. Lần trước trước cuộc đại chiến của bọn họ, bởi vì Hắc Đằng đã bị trọng thương, cho nên hai người mới giữ thế hòa không phân thắng bại mà kết thúc, lần này Sở Phong lại giao thủ với hắn ta, rất khó giành được phần thắng. Ở bên ngoài, bất kể là nhân loại hay ngoại tộc thì cũng đang xì sầm bàn tán, dù là người có thiện cảm với Sở Phong, trong đáy lòng càng nghiêng về phía hắn cũng không thể không thừa nhận nếu như cả hai lại giao thủ sở phong sẽ vô cùng nguy hiểm về phần ngoại tộc có địch ý với sở phong thì càng không cần phải nói vô cùng vui sướng khi kẻ khác gặp họa cảm thấy dù sở vương không chết thì một khi trở về cũng sẽ bị đánh giết cho dù là lục thông cũng đứng ngồi không yên sau buổi trưa sở phong luyện quyền xong thì liên hệ lại với ông ta thằng nhãi không được thì tranh thủ thời gian lui về đi cao thủ kéo đứt sáu sợi gông xiềng không dễ dàng đối phó như cậu tưởng tượng đâu yên tâm hắc đằng đã bị tôi an rồi hắn ta là cái thá gì cũng không còn là uy hiếp gì nữa sở phong báo lại cái gì cậu nói cái gì lặp lại lần nữa coi lục thông thật sự bị làm giật mình trực tiếp nhảy dựng lên trong ngọc hư cung ở thành phố thuận thiên vẻ mặt đầy khiếp sợ tông ta cứ hỏi thăm hết lần này đến lần khác đến cùng xảy ra chuyện gì vậy xảy ra vào lúc nào thế hôm qua thì đã giải quyết hắn nhưng vây khốn hắn ta một ngày sáng sớm hôm nay mới giết chết sở phong rất tùy ý mà nói lục thông thật sự bị chấn động không nhẹ nhẹ họng nhìn chân chối đó chính là thái tử nam hài hắc long đấy bên ngoài còn đang đồn nãi ngã ta mang tới đại sát khí muốn chấn áp chư vương kết quả lại bị sở phong đánh chết như thế à việc này nếu bị truyền đi khẳng định sẽ gây ra một cơn lốc xoát làm rung động nhân mã các phương đúng rồi đại sát khí của hắc đằng là cái gì ở đâu lục thông hỏi nào có đại sát khí gì đồ nhảng mà thôi sở phong thật sự lão già này lại mè nhau dày vò hắn muốn hắn mang về để quan sát. Cho nên phủ định hoàn toàn không thấy gì hết, lục thông không tin, nhưng cũng không có cách nào. Cuối cùng nói cho hắn biết một tin khác. Có người ban đêm xông vào khu thân nhân của Ngọc Hư Cung, muốn nhằm vào cha mẹ của hắn, sở phong không lo lắng gì. Bởi vì lục thông sớm đã nói cho hắn biết, cho nên cũng đã rời đi. Đã có đề phòng trước cả rồi, chờ điều tra. Có thể là một thú vương nào đó trong Giang Tây đã từng tham dự vây công cậu chỉ điểm đấy, Lục thông báo lại cho hắn biết, hắn thật chán sống. Sở phong lạnh lùng mà nói, không phải cậu muốn đi giết hắn đó chứ. Lục thông hỏi, chương 492, bầy vương hội tụ một. Sở phong khá bình tĩnh, nói, loại tiểu nhân vật này còn cần tôi ra tay sao? Không phải tôi nói nhà ông già, Mọc Hư cung đường đường sao lại tha thứ cho bọn chúng làm cần. Tranh thủ đi điều động các loại tài nguyên của ông đi, dùng đạn đạo, vũ khí nhắm vào thú vương trên núi kia. Bình điện khu vực này, ngay cả cọng cỏ đều không cần để lại, đến lập uy gian sông vào mọc hư cung nhất định phải giết tới bọn chúng sợ hãi mới thôi lục thông bị nhẹn họng nói tôi còn tưởng cậu lại tức giận đến dơ chân trực tiếp giết qua chứ cái gì ông còn mong tôi tự đi à tôi chỉ giết sinh vật cao đứt sáo sợi gông xiềng mà thôi loại tiểu nhân vật này đừng tìm tôi sở phong cố ý khoe khoang lục thông tức giận đau răng rất muốn đánh hắn ông cậu không nổi điên lên thì tốt rồi tôi sợ sau khi bị kích thích cậu mất đi bình tĩnh, bị người ta áp chế. Lục Thông nói như vậy, ông già, ông cứ việc điều động tài nguyên đi, dùng các loại đại sát khí đi săn bằng ngọn núi đó. Tôi đi quan sát vũ khí nòng bắn rộ pháo hoa, nếu thật sự có cá lọt lưới thì tôi giúp ông dọn dẹp sạch sẽ. Sở phong đằng đằng sát khí mà nói thế. Lục Thông nghe nói thế thì khó được mà không phản đối gì, ngược lại còn khá tán đồng. Ông ta nhíu mày lại, sau đó trong mắt đột nhiên phát ra hung quang, nói, đúng thật là nên lập uy nếu không bộ chúng coi tổ chức dị nhân đệ nhất là dễ bắt nạt sao? một tên thú vương ất ơ cũng dám sai khiến thủ hạ xông vào ngọc hư cung, thật sự là làm càn. ông ta đã nổi giận, càng nghĩ càng tức. trước có cái ổ trồn hơi ở bàn sơn, hiện tại thì bên giang tây lại nhảy ra một thú vương đang âm trầm hành động, thật sự không coi tổ chức dị nhân đệ nhất này ra cái gì sao? muốn xông vào thì xông vào, còn muốn giết người nữa chứ? lục thông thật sự là càng nghĩ càng giận. tộc trồn bàn sơn bị sở phong hủy núi diệt trại, triệt để giết sạch xanh xanh thanh tựu uy danh của sở ma vương hiện tại cũng nên đến phiên ngọc hư cung lập uy giết một người dân trăm người lôi đình xuất kích để thể hiện uy thế bá đạo vậy mới đúng lão già a à, ông phải bá khí chút chứ đừng sợ đầu sợ đuôi nếu ông không thể biến chu vi trăm dặm thành hỏa hài địa ngục vậy thì quá nương tay rồi đó sở phong khuyến khích cứ như e sợ thiên hạ không loạn bởi vì kỳ thật hắn cũng đang tức giận lại có người muốn làm trò với cha mẹ của hắn mặc dù sớm đã phòng bị căn bản không gây thư tích gì cho họ được nhưng vẫn chạm vào vầy ngược của hắn lần này dứt khoát một chút kính nhờ ngọc hư cung ra tay bình định vùng sông núi kia thanh thế càng lớn càng tốt làm khiếp sợ cả thiên hạ mới hay ho lớp lục thông phì cười thằng nhãi này đúng là muốn ngắm pháo hoa rồi còn muốn tiêu diệt trong phạm vi trong dạng. lỡ đâu mộ thương kẻ vô tội thì làm sao bây giờ uy danh hiền hách đều phải kiếm được từ máu tươi ông đến hạ nặng tay sớ phong nhấn mạnh lần nữa được rồi đừng đổ thiên dầu vào lửa lục thông trực tiếp cúc máy Ông ta biết thằng nhãi này đang cố ý kích thích ông. Muốn mượn thế của Mộc Hư Cung để gây ra động tĩnh thật lớn, nhằm cảnh cáo các phương thế lực. Ông ta nhanh chóng liên hệ phía liên quan, khu chiêu gõ chống tiến hành chuyện này, ông ta đã động sát ý. Sở phong yên ổn mà luyện quyền, núi Tam thành này thật sự rất bất phẳng. Trên ba ngọn núi chính, cổ tùng danh hát ướt át, từ khí lượn lờ bay lên, tràn ngập cả ra, lại thêm thác nước màu bạc chảy rũ xuống, giống y như động phủ của tiên gia. Buổi trưa là lúc ánh mặt trời dây dắt nhất, nắng chói chiếu xuống, rơi lên trên đạo quan ngọn núi cao nhất. Ngay cả mảnh ngói cũng đang phát ra ánh sáng vàng nhặt, có một loại cảm giác khá thần thánh. Sau khi sở phong hớp một ngụm nước rối, giãn ra gân cốt trước danh sơn. Khớp xương vang lên răng rắc, cứ như đang giang động, một lần rồi lại một lần diễn dịch 12 chân hình. Cầu. Khi hắn thở ra một hơi, hóa thành khí trụ màu trắng, giống như một lưỡi kiếm sắc bén bay ra ngoài mấy chục mét, tùy tiện chém xuống một khối đá trên vách đá. Hắn rất bình tĩnh mà luyện quyền dưỡng thần ở nơi này, chờ đợi tin tức của lục thông. Chuẩn bị đi qua hồ trợ áp trận, núi Vân Lạc cũng có đạo quan. Dưới ánh mặt trời dây rất lại hiện ra nét trang nghiêm mà khí phái, nơi đây cách núi Tam Thanh chừng 2000 cây số, cũng không được công nhận là danh sơn, nhưng ở đây lại có chút danh tiếng, có vài điển cố của đạo giáo, có điều từ sau khi thiên địa dị biến, trên núi Vân Lạc đã không còn đạo sĩ, đạo quán bị bỏ không, bị một con lửng ra chiếm cứ, nó là một sinh vật cấp vương, ở trong giang tây, nó cũng được coi là cao thủ một phương lần trước bầy vương vây giết sở phong cũng có mặt của nó Cái chuyện mà vốn 10 phần đã chắc 9 phần cuối cùng lại kết thúc bằng thất bại để cho sở ma vương kia đào tàu khiến mấy ngày liền sau đó nó cứ cảm thấy bất an không có ai biết con lửng già này giấu thân ở núi vân lạc bởi vì nơi này không mấy nổi danh có điều không cách nào ngờ rằng lại có tai họa từ trên trời giáng xuống một cường giả tộc hải tam nhãn đã tới đã ta chiếm lấy nơi đây cũng bắt nó gánh tội thay con lửng già khóc không ra nước mắt có kẻ sai khiến người khác luồn vào mọc hư cung đi giết cha mẹ của sở phong chuyện này cũng không nhỏ quan trọng nhất chính là thật sự không phải nó làm nó cảm thấy rất oan ủ. nhưng cuối cùng nó vẫn cắn răng mà mặc kệ dù sao cũng đã tham dự vây giết sở phong rồi sớm đã không đội trời chung còn có cái gì để sợ nữa chứ vậy thì cứ nương tựa vào tộc hải và khổng tức vương đi cư giả của tộc hải tam nhẫn càn vịt có mái tóc dài màu tím, gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhạt mi tâm có một con mắt sọc đang khẽ mở bắn ra thần quang trong trẻo là ta đang ở trong đạo quán của núi Vân Lạc, mồi đợi sở phong đến đây chịu chết. Con lửng già hầu ở một bên, để một vài ngoại tộc đã hóa hình rót rượu, tiếp đón cản Việt, mặt mũi toàn là tươi cười, lấy lòng đến cực điểm, bởi vì tộc hải tam nhãn này nhìn thì trẻ tuổi, thế nhưng cũng đã xé nát sợi lông xiềng thứ sáu rồi. Bây giờ núi Vân Lạc nghiễm nhiên đã là một tòa yêu phủ, tất cả đều là ngoại tộc, Càn Việt nhàn nhạt, nhạt nói. Yên tâm, còn có cao thủ sắp tới, một tên sở phong nhỏ mà thôi, giết hắn dễ như giết già sẽ không để ngươi xảy ra điều gì bất chạc đâu người đợi thu hoạch đầu của hắn đi lã ta căn bản không lo lắng gì với hắn mà nói chỉ cần sờ phong xuất hiện thì sẽ trực tiếp nghiền nát hắn một tay thôi đã có thể trục chết nhưng mà cường giả nhân loại từ thanh mà gã ta kết bạn tông sư hình ý trẻ tuổi nhất lại hết sức cẩn thận đòi nhất định phải bao vây sở phong sợ có ngoài ý muốn xảy ra lo lắng hắn trốn thoát được điều làm cần việt cao may nhất chính là từ thanh nào trắng lại nhớ được cả khổng tước vương Chương 493, Bầy Vương hội tụ 2, Lát ta cực kỳ bất mãn, bởi vì căn bản không cần thiết làm chuyện như thế này, phải huy động nhân lực chỉ vì một tên sở phong nho nhỏ mà thôi, chỉ cần hắn xuất hiện thì vã ta trực tiếp giết là được còn gì. Nhưng mà, Từ Thanh lại nói cho gã ta biết, hắn đang đề phòng kẻ đứng đầu Ngọc Hư cung, bọn người lão tông sư võ đang xuất hiện, dù sao những người này đều có chút quan hệ với Sở Phong, dù những người này đều đang ở phương xa, nhưng ai có thể đảm bảo bọn họ không đột ngột trở về? sở phong chỉ mới kéo đất bốn sợi lông xiềng mà thôi mà lại phải huy động lực lượng như thế lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát chết chắc rồi cư giả tộc hải tam nhãn càn việt mang vẻ mặt lạnh lẽo nói bởi vì ngươi mà đĩa bay của ta bị hủy ở núi long hục lần này ta phải một cước sẫm chết ngươi tàn việt cảm thấy lần này vã ta hành động rất bí mật cố ý lưu lại một chút manh mối tiên lặng chờ mục tiêu tự mình đưa tới cửa mưu tính này thật không tệ trên thực tế đúng là Sở phong không hề hay biết hiểm ác dấu trong nó cho dù là lục thông cũng không tra ra cái gì cứ nghĩ là con lửng già quá âm độc tâm thầm muốn hạ tử thủ với cha mẹ của sở phong có lẽ từ thanh tháo trắng và càn việt đều không ngờ tới sở phong đã kéo đứt sợi gông xiềng thứ năm có thể đối đầu trực tiếp với cao thủ tuyệt thế hơn nữa lần này sau khi hắn đánh giết hắc đẳng, kỳ còn đang luyện quyền dưỡng thần tuy nhiên vẫn rất bá nạo muốn làm lớn chuyện thuyết phục lục thông trực tiếp bình định cả núi vân lạc mà ông già lục thông kia cũng đang nghẹn lửa giận đây này cho nên cũng chuẩn bị lập uy huyết tẩy nơi đây sau đó không lâu một vài tin đồn âm trầm lan truyền trong đám ngoại tộc đương nhiên chỉ giới hạn trong một bộ phận nhỏ hay biết mà thôi đó chính là tin khổng tước vương khởi hành muốn đi giết sở phong việc này nếu như truyền bá ra phạm vi lớn tuyệt đối là tin tức mang tính chất nổ tung thật không tin được là sở phong còn sống đấy thật sự mạng cũng quá lớn nhưng lần này khó thoát tai kiếp hắn bị khổng tước vương phát hiện đang ở nơi nào rồi sở ma vương rốt cục cũng phải chết một khi bị khổng tước vương tìm được hắn còn có đường sống nào ư chết không nghi ngờ gì nữa. cho dù là người tên như hắn cộng lại cũng không đủ cho khổng tước vương giết. giang tây, trong phạm vi nhỏ có ngoại tộc đang bàn tán rô sao, không phải là dòng chính của khổng tước vương thì cũng là người có liên quan với vata. chúng đều rất hưng phấn, cũng rất kích động. bọn chúng biết sẽ xảy ra đại sự. treo cái nhìn của những ngoại tộc này thì khổng tước vương đã tự mình xuất phát. chỉ là một tên nhân loại kéo đứt bốn sợi gông xiềng thì dù có 10 cái mạng cũng không đủ giết. sở ma vương chắc chắn phải chết rồi. cùng đi đi mặc dù có một mình khổng tức vương là đủ rồi ngài ấy có thể tùy tiện diệt sát sở phong nhưng chúng ta phải đi chứng kiến tận mắt nhìn thấy hắn ta bị chém rơi đầu xuống có rất nhiều cường giả cấp vương đã từng tham dự vây giết sở phong động lòng mang theo ý cười mà hạnh nhau lên đường muốn đi xem lễ mặc dù chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ nhưng lại được kinh động đến sinh vật cấp vương không một kẻ nào yếu cả được xác nhận với nhau chuyện này rất giữ bí mật mạch nước ngầm đáng sợ nhưng lại lặng ắng không gây nên tiếng động nào chờ đến khi chuyện này bộc phát khẳng định sẽ không giấu được nữa nhất định sẽ gây chấn kinh thiên hạ theo suy nghĩ của bọn chúng hải tộc đổ bộ lên đất liền một kích cường thế ngay cả đĩa bay cũng đã có vừa vận mượn cơ hội này lôi kéo làm quen tuyệt đối đáng để đặt mối quan hệ tốt đẹp những cường giả cấp vương này mang theo ý cười lên đường bọn chúng phẳng phất đã thấy được cảnh tượng đầu sờ phong rơi xuống đất không tức vương và cường giả tộc hải đã liên thủ rồi thì ai lại dám làm càn núi vân lạc can việt có mái tóc màu tím sáng long lánh mi tâm có con mắt dọc ẩn hiện thần mang lã ta đang liên lạc với hắc Đằng. muốn báo lại rằng có thể đến đây kết quả lại không liên lạc được việc này khiến gã ta hơi nhíu mày rất nhanh vã ta lại thoải mái tộc Dung nam hải đưa tỏa long thung tới hắc đằng đã từng nói qua lã sẽ lợi dụng thật tốt chân sát cường giả tuyệt thế không chịu phục trên lục địa nghĩ đến hắc đằng có lẽ đang nghiên cứu vật kia trong trận vực do bốn cái cột đồng thao kia bày ra thì tín hiệu liên lạc sẽ bị mất sóng càn việt nhĩ nghĩ, gửi một ít nhắn qua cho hắc đằng báo cho vã biết mau tới núi Vân Lạc, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Sở Phong chủ động đến cửa chịu chết thôi. Ở núi Tam Thanh, Sở Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Hắc Đằng, ánh mắt hắn sáng bừng lên, trong nháy mắt đã đoán được rất nhiều điều. Sau khi đánh giết Hắc Đằng, hắn từng tìm được một mớ đồ lộn vụng linh tinh từ trong đống vải, có dụng cụ điện tử không biết là cái gì, cũng có điện thoại di động của nhân loại, khi cần việc liên hệ với Hắc Đằng, Sở Phong không dám bắt máy, sợ bị lộ, nhưng cuối cùng đối phương lại gửi tin nhắn qua tin nhắn này khiến lòng hắn nghiêm nghị hẳn lên ông già chuyện này có biến sở phong lập tức liên lạc với lục thông nói cho ông ta biết có lẽ bên núi vân lạc đã bày ra sát cục lục thông đau cả đầu thì ra hắc đằng cũng có tham dự vào chuyện này à hỏng bây giờ ngọc hư cung chi chủ không có mặt ở giang tây lại đang giao thủ với kim ô vương đang lao thẳng đến nơi khác rồi mà cả lão tông sư núi võ đang cũng không ở đây ông ta đang giao chiến cùng hải tộc lại quyết đấu với thủ mệnh mưu vương cũng đi ra khỏi giang tây lục thông cất tiếng mồ hôi lạnh chảy hết cả ra. Ban đầu ông vốn nghĩ chỉ là giết một thú vương bình thường mà thôi, nào ngờ tới trong đó có khả năng có cao thủ tuyệt đỉnh tham dự. Đừng sợ, tôi chính là cường giả tuyệt đỉnh đây, tự tôi đi qua là được rồi. Lần này nhất định phải làm chúng tức điên đến bể phổi, cảm thấy tôi sẽ đến cửa chịu chết sao? Tôi thấy là chính bọn chúng già rồi ngại mạng quá dài ấy chứ. Sở Phong lên tiếng, tân bản không chút sợ hãi, thằng nhãi, cậu chớ làm loạn, chờ tôi mời cao thủ cùng hành động đấy. Lục Thông khuyên bảo, không còn kịp rồi những kẻ này cũng không phải bọn người lương thiện cô y tiết lộ tin tức cho tôi biết nếu tôi không nhanh chóng xuất hiện bọn chúng sẽ lập tức ý thức được xảy ra vấn đề bây giờ ông chuẩn bị pháo trước đi cố gom thật nhiều vào loại đạn đạo mạnh nhất có thể giết chết thú vương ấy chuẩn bị luôn cả vũ khí công suất lớn nhất càng nhiều càng tốt làm cho ngọn núi kia bay lên trời cao có cá lọt lưới thì tôi đuổi theo giết chết sở phong lạnh giọng mà nói dù biết nơi đó có kẻ đang chờ lấy mạng hắn nhưng hắn vẫn vui mừng không chút lo sợ. Nói cho cùng thì bây giờ thực lực của hắn đã tiến triển vượt bật, bản thân có đầy đủ sức mạnh rồi. Chương 494. Quân Lâm 1. Lấy thực lực trước mắt của hắn mà nói, dù không địch lại thì ai có thể ngăn cản được? Tốc độ gấp 5 lần rưỡi vận tốc âm thanh, trước mắt mạnh miệng nói là bật nhất thiên hạ thì cũng không hoa lắm đâu. Thu Vương có thần giác nhạy bén, lỡ đông dự cảm trước được nguy cơ thì phải làm sao? Lục Thông lo lắng, không phải có tôi đây sao? Tôi sẽ chạy tới, cam đan giúp ông giải quyết được vấn đề này sở phong cất tiếng hắn cảm thấy nếu như chỉ là vài thú vương thì thân giác của hắn đủ để đè lên khiến bọn chúng không có cách nào dự đoán trước được nhưng nếu có quá nhiều thú vương mà nói có lẽ sẽ xảy ra vấn đề sở phong chuẩn bị đi trôn bốn cái cột đồng thao thứ này rất thần bí có thể quấy nhiễu từ trường của núi rừng ảnh hưởng đến cảm giác của con người đủ để giải quyết trọn vẹn vấn đề mà lục thông lo lắng nhưng mà bốn cái cột đồng thao này nhất định phải phân tán ra rất xa mới được bởi vì núi vân lạc cũng không nhỏ mấy có nghĩa là uy lực của quỷ đánh từng chắc hẳn sẽ có hạt nhưng hắn mặc kệ chỉ cần khiến cho những sinh vật cấp vương kia không thể cảnh giác sớm a được rồi vậy thì tốt tôi đi an bài bắn pháo đây khiến cho núi vân lạc bay lên tây thiên đi lục thông quyết tâm hồ sở phong thở ra một hơi giống như một cây tiêu thương màu trắng và một tiếng sông lên cao gần trăm mét cắm phập lên một vách núi nơi đó xuất hiện một cái lỗ đen hắn cảm thấy luyện quyền có thành tựu huyết khí cuồn cuộn tinh khí thần càng ngày càng hùng mạnh dáng người hắn cao ngất không phải kẻ cơ bắp nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa khí cơ bao la như đại dương hơi vận dụng phương pháp hô hấp năng lượng hùng hồn lập tức mãnh liệt sông thẳng lên hình thành dị tượng chung quanh hắn 12 chân hình trực tiếp hiện ra mấy loại cũng không phải chỉ mang khí thế ép người mà có lực sát thương chân chính bừng ra từ thân thể của hắn những chân hình kia vây quanh hắn mà xoay tròn có thể trực tiếp giết địch nên lên được cơ thể sở phong phát sáng trong lỗ chân lông chảy ra từng tia từng tia tinh khí sinh mệnh đây là thứ năng lượng dồi dào gần như muốn nổ tung mà bộc phát ra sở phong lên đường núi vân là cách nơi này hơn hai ngàn cây số với hắn mà nói thì không đáng kể chút nào nếu như dồn hết toàn lực mà chạy như điên thì không đến nửa giờ đã có thể đuổi tới nhưng cũng không cần thiết hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức từ từ đi đường là được rồi nói là chậm nhưng thật ra vẫn dùng tốc độ siêu âm như cũ chỉ có điều không đạt tới tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh mà thôi cho dù như thế thì hơn một giờ sau hắn cũng đã tới nơi sắc mặt Sờ phong rất bình tĩnh không tư tốn bao nhiêu thể năng với hắn mà nói chỉ cần không phải điên cuồng chạy thục mạng dưới vận tốc gấp bốn năm lần âm thanh thì căn bản không tính là gì cả hơn một giờ đi hơn hai ngàn cây số nếu như việc này bị truyền ra vẫn sẽ có chút xạ người núi vân lạc thanh tùng thúy bách man nhai bi khắc chữ viết và tự phật khắc trên vách núi có vài đề tự của danh nhân cổ đại để lại mang đến khí thế bất phàm ngọn núi không cao chưa thể nói là nguy nga nhưng cũng có một luồng khí thế cỏ cây mang theo tinh khí nồng đậm cộng thêm với thác nước chảy ầm ầm tạo nên một cảnh sắc hết sức diễm lệ sở phong đứng ngoài mười dạng mà quan sát nơi này sau khi đến địa điểm hắn cũng hết sức thận trọng trên này có thể có cao thủ kéo đứt sáu sợi gông xiềng hắn phải nghiêm túc đối đãi mới được nhưng mà hắn có loại ưu thế sau khi dung hợp năng lượng tinh thần và năng lượng nục thân lại với nhau dù đến gần nhưng sinh vật cấp vương khác cũng rất khó sinh ra cảm ứng với hắn nhất là sau khi kéo đứt năm sợi gông xiềng thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn nữa người ngoài càng khó mà thăm dò ra sở phong đã tới một mình đích thân tới núi vân lạc hắn im hơi lạng tiếng mà đi vòng quanh ngọn núi này một vòng lớn tẩn nấp trong núi rừng tránh đi tất cả các sinh vật hắn đang dò xét địa thế Chuẩn bị trôn bốn cái cột đồng thao xuống lừa giết chư vương hắn không biết trên núi có bao nhiêu thú vương nhưng hắn suy đoán nhất định không phải số ít trong đó tuyệt đối có cường giả tuyệt thế đã cao đứt sáu gông xiềng. sau khi tra xét rõ ràng địa thế xong sở phong lấy ra một cây cột đồng thao từ cái bình trắng như tuyết cao ba tấc kia nó có chiều cao hơn một người trông rất thô Khắc trên thân nó là rất nhiều hoa văn thần bí hắn rất hài lòng với ngọc tịnh bình có cái bình không gian này trong tay mang theo thanh kim loại nặng nề mà thô to này phi thường thuận tiện im hơi lặng tiếng hắn vùi sâu cây cột thứ nhất vào hướng chính tây lúc này đã tới vần ngọn núi hắn không muốn trôn quá xa lo lắng hiệu quả sẽ quá yếu cuối cùng sở phong trôn tất cả các cây cột đồng thao lần lượt theo bốn hướng đông nam tây bắc giờ khắc này vùng đất này phảng phất đã thay đổi khi thế sông núi đều hơi khác biệt đi đương nhiên trừ phi là tự mình tham gia thực hiện từ đầu đến cuối lưu tâm quan sát núi vân lạc như sở phong thì mới hay biết nếu không những kẻ khác căn bản không cảm ứng được gì hắn tin chắc rằng tư trường của vùng rừng núi này đã thay đổi ảnh hưởng đến cả ngọn núi kia có thể hình thành quỷ đánh từ sao sở phong không biết nhưng chỉ cần Trừ vương không thể cảnh giác trước như vậy là đủ rồi sở phong như một bóng ma mà luồn đi khỏi mảnh rừng núi này hắn liên hệ với lục thông hỏi ông ta đã chuẩn bị ra sao rồi sắp rồi thời gian tạm thời chút vào trạng vạo tối này từ giờ về sau hẳn không còn núi vân lạc nữa lục thông thông báo lời nói hết sức bình tĩnh nhưng lại có sát khí bừng bừng toát ra rất tốt sở phong gật đầu sau đó hai người thương lượng họ sẽ tấn công mạnh vào những vị trí nào mà sở phong thì nên canh giữ ở chỗ nào tất cả mọi chuyện đều được bàn bạc rõ ràng để tránh ngộ thương sở phong đặc biệt vạch ra bốn vị trí không thể công kích hắn lo cuộc đồng thao sẽ bị hủy diệt mặc dù cảm thấy mấy cây cổ khí kia hẳn sẽ chịu nổi chúng rất rắn chắc nhưng vẫn không thể mạo hiểm tê lão già mọi chuyện đã sẵn sàng chúng ta nổ tung chư vương đi sở phong rứt lời thì chấm dứt cuộc gọi trong núi rừng cỏ cây tươi tắn sinh cơ bừng bừng sở phong thuận ra một tảng đá xanh ngồi xếp bằng ở bên trên để nghỉ ngơi dưỡng sức hắn biết nếu có cường giả có thể xông ra đến lúc đó thì hắn sẽ ra tay đây sẽ là trận chiến đầu tiên hắn trở về sau khi sống qua từ kiếp hắn muốn đại khai sát giới Lục Thông đang an bài, hiệu suất của ông ta cực kỳ cao, tất cả đều đang khô trương gõ chống mà tiến hành. Trên núi Vân Lạc, ánh nắng buổi chiều thật nóng bỏng, đỉnh núi như một cái kim đỉnh đang tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, nhạt. Đạo quán rất cổ xưa, nó tắm mình trong ánh nắng, phảng phất cũng đang phát sáng theo. Chương 495, Quân Lâm 2, Càn Việt có chút không vui, lá ta không ngờ lại có nhiều vương giả tới như vậy, chừng gần hai người vị, giết một tên sở phong mà thôi, có cần phải như vậy không chứ? Lã ta cảm thấy chuyện bé xé ra to, cần gì phải như thế hắn cứ nghĩ với một sờ phong chỉ mới kéo đứt bốn sợi vong xiềng thì một cước của gã tung ra thôi đã trực tiếp có thể đá chết rồi căn Việt có chút bất mãn với từ thanh áo trắng cảm thấy hắn ta quá cẩn thận Thưa đám người này đến xen vào làm quái gì kia chứ nhất là đến bây giờ mà từ thanh áo trắng còn chưa có tới nhưng mà sau khi càn việt nhìn thấy khổng tức vương đích thân tới lã ta lập tức thay đổi suy nghĩ dù là cừu đại nhưng gã cũng không thể không thừa nhận cường giả phong thái hơn người này đáng để kết giao khổng tức vương đại nhân con lừng già tiến lên chào hỏi nó rất kích động Không tức vương bị trì hoãn một đoạn thời gian trên đường đi ngược lại không buổi tới đây trước các vương giả khác tới lúc này hắn ta đang leo núi trên gương mặt là nụ cười ôn hòa cả người trông có vẻ vô cùng anh tuấn có thể xưng tụng làm mỹ nam tuyệt thế Vân như hoàn mỹ hắn ta cũng giống như càn việt có một mái tóc màu tím sở tung dù số trước ngực và phía sau lưng hai mắt lập loài có thần da thịt óng ánh giống như ngọc thạch nói về tuổi tác thì hắn ta cũng không được coi là nhỏ nhưng bây giờ bề ngoài trông có vẻ rất trẻ trung, chỉ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi. Một vài vương giả giật mình, bởi vì khổng tức vương càng trẻ hơn so với trước kia một chút, mà huyết khí thì hùng mạnh hơn xưa đến tận mấy phần, đào hạnh có tăng tiến rất rõ ràng. Khổng tức tộc sau khi dị biến thì rất hùng mạnh, mà một khi hóa hình thành người, đều rất tấn mỹ. Tộc này tự nhiên lấy khổng tước vương là nhất. Phong thái của hắn tự tin, ánh mắt bình thản, gương mặt hoàn mỹ vô khuyết, còn đẹp hơn rất nhiều cô gái. Hắn ta đang chậm rãi leo lên núi Vân Lạc, Càn Việt lộ ra nụ cười tươi, tự mình nên đón hắn ta, lã cảm thấy khổng tước vương quá xuất chúng, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng huyết khí giống như đại dương, còn lợi hại hơn cả gã nữa. Càn Việt đến từ Hải Dương, luôn luôn tự phụ, ít khi để mắt đến người khác, từ thanh láo trắng coi như một người, mà khổng tước vương trước mắt lại càng khiến gã ta nhìn với con mắt khác. Lã ta phi thường thân thiện, hết sức chủ động mà lôi kéo khổng tước vương, về phần các sinh vật cấp vương khác thì càng không cần nói. Đều rất cẩn thận, đối mặt khổng tước vương vô địch không người nào dám làm càn đây chính là bá chủ tuyệt thế dám tranh đoạt phong thiện chi địa giết một tên sở phong nho nhỏ thôi mà còn làm phiền các vị đại giá quang lâm huy động nhân lực cũng quá coi trọng hắn ta rồi càn việt nói ra con mắt dọc trên trán phát sáng những cường giả cấp vương khác mang theo biểu cảm khác thường bởi vì trước khi khổng tước vương đến đây càn việt luôn mãi hờ hững lạnh lẽo với bọn họ còn lâu mới có được nhiệt tình như bây giờ khổng tức vương rất khách khí từ đầu đến đuôi đều mang theo nụ cười tuyệt không giống một mãnh nhân bậc nhất dám chém giết với mấy đại cường giả của nhân loại. Có hai vị cường giả tuyệt thế ở đây, chúng ta tới nơi này chỉ có thể coi như tham gia náo nhiệt, làm chứng mà thôi. Chờ đợi thời khắc đầu của sở ma vương rơi xuống đất, ha ha, có vương giả can việt ở nơi này, lại có khổng tức vương đích thân tới. Sở phong hoàn toàn không là cái gì hết, ta nghĩ nếu hắn thật sự xuất hiện, hai vị tùy ý tung ra một kích thôi đã có thể vạt bỏ hắn ta rồi. Các vương giả ở đây nhao nhao mở miệng, nhất là những kẻ từng tham dự vay giết sở phong, chúng đều rất vui sướng nội tâm không bình tĩnh quả thật bọn chúng đang cho rằng chỉ cần sở phong tới thì sẽ bị đánh nổ tung từ đó bọn chúng có thể thở phào nhẹ nhõm ra một hơi đêm hùng ấy sau khi chứng kiến được sở phong liên tục giết chết mười vương phàm là kẻ đã ra tay trong đêm đó đều đang hết sức kiên kỵ sợ có một ngày hắn đến tận cửa trả thù hiện tại thì tốt rồi bầy vương lại tụ họp lần nữa lần này còn mạnh hơn lần trước rất nhiều lần đủ để tùy tiện chén chết sở ma vương thậm chí có người bắt đầu tính toán sau khi khổng tước vương và càn việt bắt giữ được sở phong phải chăng bọn chúng cũng có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được phương pháp hô hấp tuyệt thế hay không trạng vạng tối ánh tà dương như máu đỏ sở phong mở to mắt đứng dậy từ trên tảng đá một thân tinh khí thần dâng lên tới cực điểm hắn nhìn ra núi vân lạc xa xa lẩm bẩm nên bắt đầu đúng lúc này điện thoại di động của hắn rung lên pháo đã nhóm lửa chuẩn bị nắm pháo hoa đi lục thông thông báo lại tốt sở phong chỉ nói một chữ sau đó trực tiếp cúc máy lúc này trên bầu trời có một tia một tia ánh sáng xe lẫn quá chói loạn cứ như cầu vòng thần trao trên không trung tựa như lôi điện đan sen chúng chẳng chịt lít nhít hội tụ hướng về núi vân lạc sở phong đứng trên một vị trí cao cao mang trên mặt nụ cười tàn khốc trong ánh tà dương dưới trùng sáng rực rỡ hắn như một ma thần đang muốn đại khai sát giới nếu như chư vương không chết vậy thì phải qua được ải của hắn hắn đã chờ đợi rất lâu hắn muốn giết chết bảy vương ầm ầm trời sụp đất lỡ núi vân lạc trực tiếp bị nổ tung tiếp đó thì nóng chảy cảnh tượng kia cực kỳ khủng bố tia đạn đạo cùng bắn tới trong nháy mắt đã khiến nơi đó biến thành hỏa hải địa ngục dung nham dương trào sau đó thì bốc hơi cảnh tượng thật sợ người pháo này có chút lớn đủ để chấn kinh thế gian không hề nghi ngờ bốn cái cột đồng thao này đã có tác dụng bằng không thì chư vương đã sớm nhảy xuống ngọn núi né được trận pháo hoa sáng chói này sở phong biết sinh mệnh của sinh vật cấp vương rất dai dẳng khẳng định có vương giả còn sống mà trốn ra may một tiếng vị trí trái tim của hắn phát sáng đỏ rực như nắng rát, trong suốt như kim cương máu cực kỳ trói mắt cung cấp nguồn năng lượng không gì so sánh nổi cho hắn sở phong cất bước tiến lên bởi vì hắn nhìn thấy sinh vật cấp vương đầu tiên đã thoát được vòng vây toàn thân nó cháy đen vào thét đôi mắt đỏ kẽ đang xông vào núi rừng oanh không khí nổ lớn sở phong phóng ra một bước đã có khoảng cách một 500 năm mét quá nhanh hắn chặn ngang đường đi của kẻ nọ quát chết ngươi là sở phong cường giả cấp phương này giật mình mà tức giận làm thế nào cũng không ngờ được tất cả mọi chuyện đều là do sở phong gây ra sở phong không nói gì toàn thân hắn phát sáng nhất là một trưởng đánh ra kia giống y như một phần thái dương treo trên không trung bừng lên ánh hào quang sáng chói bao phủ lấy cánh rừng cũng bao trùm lên kẻ nọ sinh vật cấp phương này liều mạng đối kháng dùng hết mọi khả năng nhưng mà phịch một tiếng nó trực tiếp nổ tung dưới một trường trói lọi của sở phong căn bản không có sức đánh trả bị đánh nổ tung giết chết trong nháy mắt chương 496, chiến thần giết chết các loài thú vương một một trường này của sở phong quá ác liệt ánh sáng chói lọi như đám lửa nổ tung bao trùng khắp núi rừng sinh vật cấp vương kia trực tiếp bị một trường này đánh nổ trong giây phút cuối cùng trước khi chết vì vương giả này vẫn chưa thể tin được đây chính là sở ma vương kể mối chỉ đột phá bốn tầng gông xiềng thôi sao sao tên nó lại có thể kinh khủng đến như vậy hắn ta không thể nào chấp nhận được sự thật ngay cả khi bản thân hắn ta đã bị vũ khí nóng đánh trúng làm cho bị thương cũng không thể nào yếu đuối đến như thế được hắn ta lại có thể bị giải quyết chỉ trong một trường duy nhất đáng tiếc hắn ta cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nữa không những thân thể hắn ta nổ tung mà ngay cả linh hồn của hắn ta cũng bị ánh hào quang huy hoàng kia bao phủ hoàn toàn bị đánh tan một vị vương giả cứ như vậy mà bị đánh gục mạ sống nhanh chóng bị chôn vùi dưới một trường của sở phong vào lúc này toàn thân sở phong phát ra sáng óng ánh lạ thường tràn ngập khắp núi rừng hắn giống như đang đứng trong ánh mặt trời hoàng kim, cực kỳ chói mắt, làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Hắn ta đứng ở đó, giống như một vị thần linh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Sắc không nhìn thấy cả bóng người, chỉ có ánh sáng thiêng liêng, chấn động làm người ta sợ hãi. Sở Phong không hề che giấu mà giải phóng ra toàn bộ năng lượng ở trong cơ thể mình, ánh sáng chiếu rọi trời đất, băng qua những ngọn núi lùng cây, vươn xa ra ngoài cả ngàn mét chung quanh, ánh sáng chiếu rọi khắp cả đất trời. Hóng, một tiếng giống to vang lên, có một tên cường giả nào đó đã nhảy xuống từ núi Vân Lạc, trốn thoát khỏi biển lửa, hóa ra nó chính là một con báo núi vô cùng mạnh mẽ, động tác của nó nhanh nhẹn, cho dù cả người đã bị thương nặng, toàn thân đậm máu, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm đi. Đây là một con hung thú dài tới 25 mét, vốn dĩ nó đã biến thành hình người rồi, nhưng vì muốn tăng nhanh tốc độ trong quá trình chạy trốn, cho nên sau khi nhảy ra khỏi vùng đất bị hủy diệt kia, nó đã hóa về lại hình thú. Nó mang theo sát khí khốc liệt, ngồng thét lên tức giận tới cực điểm trên thân thể còn có một lỗ thủng to đáng sợ do bị tiện đáng chúng xuyên thủng nó biết loại vũ khí nóng này nằm trong tay con người thật không ngờ nhân loại lại dám ra tay với những vương giả của các loại thú bọn chúng chẳng nhẽ bọn họ không sợ sẽ bị trả thù sao đồng thời nó cũng rất kiên kỵ và lo sợ tại sao cảm giác cảm ứng được nguy hiểm lần của nó này lại mất đi hiệu lực cũng vì lý do này cho nên nó mới không thể tránh nguy hiểm sớm hơn một phần cũng là do bọn chúng đã coi thường vũ khí có nguồn gốc từ con người con người bé nhỏ các ngươi có dũng khí ra tay với ta là muốn ta đổ thành sao ta nhất định sẽ trả thù các ngươi con báo núi kêu to âm thanh rung chuyển trời đất tuy nhiên chỉ một giây sau nó lập tức bị kinh sợ rồi nó nhìn thấy bên trong núi rừng rộng lớn lại có một phần sáng lóa mắt cuồn cuộn ngất trời đang không ngừng tỏa ra năng lượng giống như có một mặt trời lớn xuất hiện giữa khu rừng này vòng ánh sáng mang theo năng lượng đang lan tỏa với tốc độ cực nhanh lông tóc khắp người con báo núi đều dựng đứng nó xoay người bỏ chạy ngay lập tức hoàn cảnh bây giờ của nó không cho phép nó tìm bậc thang cho câu nói vừa nãy của mình linh cảm mãnh liệt mách bảo có thứ gì đó rất khủng bố đang đến cảm giác thần kỳ của nó đã khôi phục được chút ít sau khi tách khỏi đám mây xuống núi thì dần dần trở nên bình thường nó phát hiện ra sinh vật kia quá mức đáng sợ khiến cho sinh vật cấp vương như nó cũng phải dùng mình run rẩy còn muốn đồ thành vậy thì chết đi một câu nói đơn giản nhưng lại thể hiện ý chí vô cùng mạnh mẽ chỉ thấy một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua bầu trời tắt đứt con đường trước mắt con báo núi con báo núi kinh sợ nó nổi tiếng với tốc độ nhanh kinh người trước giờ trên đời nào có mấy người hay thú có thể sánh được với tốc độ của nó nhưng thứ ánh sáng thiên liêng của nhân loại này lại có thể chiếu rọi khắp nơi trong nháy mắt đuổi kịp nó đợi thực sự quá đáng sợ ngươi là báo núi kêu lớn mở to hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nó nhận ra sở phong bởi vì đêm hôm đó nó cũng có tham dự vào trận vây bắt kia còn làm cho hắn bị trọng thương suýt chết ai có thể ngờ tới mới mấy hôm thôi mà tên sở ma vương trước đó còn bị bọn họ hợp lực đánh giết đến suýt chút ngỡ mất mạng giờ đây lại trở nên kinh khủng như này phải biết rằng chuyện chỉ vừa mới xảy ra mấy ngày trước mà bây giờ đối phương giống như đã biến thành một người khác thay ra đổi thịt trở thành một cường giả tuyệt thế chân chính báo núi rít gào há mộc phun ra một vệt ánh sáng giống như là một thành kiếm sau đó nó chém mạnh về phía trước đồng thời nó cũng vung lên cặp móng vuốt to lớn của chính mình bùng phát ra năng lượng to lớn muốn liều mạng với sở phong đáng tiếc tất cả những thứ này đều chỉ là phí công vô ích bóng người kia giống như được bao bọc bởi ánh mặt trời còn đáng sợ hơn cả ma quỷ hắn giơ tay lên mang theo ánh sáng trắng như tuyết đánh về phía trước Tông. sở phong vẫn chỉ dùng một trường duy nhất ánh sáng chói mắt tỏa ra che lấp núi rừng trực tiếp đánh cho con báo núi bay lên giữa không trung rồi nổ tung ngay lập tức quá kinh khủng một đòn của sở phong giống như mặt trời chiếu rọi lúc ban trưa sức mạnh tới không gì có thể sánh bằng sao lại như vậy khoảnh khắc trước khi ý thức của con báo núi hoàn toàn biến mất trong lòng nó vô cùng khủng hoảng và cảm nhận rõ ràng sở phong không kém gì khổng tước vương bất khả chiến bại sở phong cất bước đi tới hắn xuất hiện ở trước núi vân lạc các vị trí khác đến giờ đều đã dùng tiêm và tên lửa đạn đạo nhắm và bắn nổ cuộc công kích mang tính chất hủy diệt này vẫn chưa dừng lại chắc có lẽ chỉ có vị trí của hắn ta là vẫn bình tĩnh dù vậy thật sự vẫn có những sinh vật thoát ra được hơn phân nửa chúng nó đều trốn đi tới hướng này quả nhiên núi vân lạc không chỉ có một vị vương giả trốn ra được đi kèm với tiếng thu hống tiếng kêu thảm thiết và cả tiếng chim hót là mấy bóng người lao ra liên tiếp. Ba. À, con người, các ngươi thật lớn mật, lại dám tinh kế với chúng ta như vậy, đúng là không chết không thôi. Các ngươi đều đáng chết hết, làm ta tổn thương ngân cốt, hao tổn máu tinh chất, ta nhất định khiến cho các ngươi phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần, giết chết một triệu nhân khẩu nhà các ngươi, ta sẽ đổ thành, giết tới khi các ngươi hoảng sợ dùng mình, run run rẩy rẩy, để ta xem xem các ngươi khi đối mặt với lửa giận của các thú vương sẽ như thế nào bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy chờ xem hàng trăm hàng triệu người từ từ bị giết chết đi. Chương 497, Chiến thần giết chết các loài thú vương hai. Cứ như thế, chỉ trong chốc lát, đã có bốn bóng người vèo 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 lao ra, ngầm thét lên vô cùng tức giận. Trong đó có ba con thú vương, con nào cũng mặt mày dữ tợn, lộ ra răng nhọn. Tiếng rít vào chấn động bầu trời, còn có một con cầm vương đang dương cánh muốn phóng lên trời. Các ngươi còn muốn báo thủ. Giọng nói của sở phong không lớn, thế nhưng lại có thể truyền tới trong tay của chúng nó một cách rõ ràng làm cho tinh thần của chúng nó bị chấn động ngần như muốn sụp đổ. Vậy thì đi chết hết đi. Sở phong gào to, hắn ta giơ tay trái lên, chớp mắt một cái, lòng bàn tay lập tức phát sáng, phù liệu sấm sét sáng lấp lóe vô cùng mạnh mẽ, Tem một tiếng đã ngưng tụ ra một cây thương sấm sét như kim loại lạnh lẽo. Sau đó, hắn ta nhắm ngay vào con cầm vương ở giữa bầu trời, không cho nó chạy thoát. Ngươi thật đáng chết, lại giam tính toán chúng ta. Con cầm vương rít lào, đến giờ nó vẫn còn chưa thấy rõ người đứng trong ánh sáng ăn ánh kia là ai nhưng cũng đủ biết được đây là một phương giả cực kỳ khủng bố. nó tăng nhanh tốc độ, sử dụng hết tất cả sức mạnh của mình để lao lên bầu trời, đồng thời cũng giải phóng năng lượng dự trữ trong cơ thể mình để bảo vệ bản thân. ầm! tuy nhiên nó vẫn chậm một bước. khi mà Sở Phong nói ra chữ chết cuối cùng, hắn cũng đã ném mạnh cây thương sấm sét đi. sấm chớp nổ tung, hư không bị chấn động mạnh mẽ. con chim hung ác này có nhanh như thế nào thì cũng làm sao có thể nhanh bằng sấm chớp. ta! À. nó kêu to lên hai cánh phát sáng liên tục vỗ vỗ xuống phía dưới muốn lăn cản vũ khí sấm chớp đang lao tới kia phốc nhưng mà nó không chống đỡ được cây thương sấm xét giống như vũ khí lạnh đâm thủng hai cánh của nó rồi sau đó xuyên qua cơ thể sau đó có một lượng máu thịt thú vương lớn bắn lên không trung cùng với tiếng gào to thê thảm của cầm vương sau khi cây thương sấm xét phát sáng kia xuyên thùng cánh nó liền ẩm ẩm nổ tung ở trên bầu trời bầu trời lúc này là một màn mưa máu và cả lông chim rơi xuống cầm vương hùng ác đã chết đây là sinh vật cấp vương thứ ba bị Sở Phong giết chết chỉ trong chớp mắt. Ta. À, là ngươi, Sở Phong, Sở Ma Vương, một con thú vương kêu lên quái dị, biểu cảm hết sức khiếp sợ. chúng nó vốn dĩ chờ ở chỗ này để mai phục Sở Phong, ai có thể ngờ tới, ngươi đã đến rồi nhưng lại còn giết ngược chúng nó. hai con thú vương khác cũng đều sợ hãi, khắp người nổi hết cả da gà, da lông trên cơ thể bị thương nghiêm trọng của chúng nó đều dựng đứng cả lên, dễ, cùng tiến lên, giết chết hắn ta đi ba con thú vương nhìn nhau một lúc rồi đồng thời xông về phía trước bởi vì chúng nó nhìn đã thấy cầm vương bị chết thảm ý thức được rằng loại thương sấm sét kia thực sự khó giải quyết được ai cũng không thể chạy trốn nếu không đều sẽ bị nó đánh chúng ba con thú vương lao tới trong đó có một con đại cổng màu vàng đất là hung dữ điên cuồng nhất cơ thể nó dài mười mấy mét tuy rằng ba lông bên ngoài đẫm máu nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng hoàng kim bên trong đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy thù hận và sự lạnh lẽo cái miệng lớn đầy máu mở ra hàm răng như những thanh kiếm sắc bén sáng lấp lóe ngươi là một con chó đất bị đột biến sao sờ phong có chút ngạc nhiên thế nhưng cũng không nhẹ tay chút nào lúc này hắn ta nhanh chân đi về phía trước hào quang trên người càng thêm mạnh mẽ hừng hực trái tim giống như một mặt trời ban trưa không ngừng cung cấp năng lượng cuồn cuộn cho hắn ta sờ phong được tắm mình trong ánh sáng màu vàng óng tất cả lỗ chân lông đều được thư giãn ra liên kết với năng lượng tự do trong trời đất cùng giao hỏa vào nhau ánh sáng năng lượng quay người càng ngày càng óng ánh lào Cẩu vương giận dữ giống to nó căm hận người khác nhắc đến nguồn gốc lai lịch của nó hai vị thú vương khác cũng rít vào rồi cùng nhau vô tới giết con nào con ấy đều thể hiện tất cả bản lĩnh thần thông của mình nào là nhất đất đá lên tạo thành cơn bão đá nào là phun ra dung nham đều tới giết cuối cùng sở phong chỉ nói ba chữ này ầm ừ. hắn ta sử dụng hình ý quyền ánh sáng rực rỡ chung quanh lập tức tăng mạnh xuất hiện mấy con sinh vật như rồng hồ hạc diều hâu tất cả bọn chúng cùng nhau quay tròn chung quanh hắn ta cảnh tượng cực kỳ khủng bố đây là một cảnh tượng lạ thường nhưng cũng là sức mạnh thực sự của hắn ta một con thú vương vội vã chạy nhanh nó phát hiện ra dù cho phục dung nham cũng chỉ vô dụng tất cả đều bị những chân hình ở trong vòng tròn xoay quanh sờ phong đẩy ra hơn nữa đúng vào lúc này diều hô hình dương cánh hồ hình tấn công để nó lại ta không nó kêu lớn thành tiếng bởi vì nó phát hiện những con thú kia không phải chỉ là cái bóng 12 chân hình của hình ý quyền đều có thực thể và năng lượng cũng có thể tham dự chém giết phóc nó bị diều hâu hình và hổ hình cuốn lấy, lại bị mấy hình khác xoắn lại, trực tiếp xé rách nó. cái vòng tròn chân hình của hình ý quyền kia đã lấy đi sinh mệnh của nó ở trong đó. Tầm, cũng trong lúc đó, sở phong vung quyền, mặc dù hình ý hạc hình phiêu giật nhưng nên ác liệt thì cũng vô cùng ác liệt. hắn ta như tiên hạc bay lên không, một quyền đánh về phía một thú vương lớn khác đang tấn công, làm cho nó bị chấn động bay lên không trung phía xa rồi sau đó nổ tung. cầu vương tận mắt nhìn thấy hai cường giả lớn gần như chết trong nháy mắt tất cả khí thế hung dữ độc ác của nó đều bị dập tắt không còn lúc này chỉ mong sao có thể chạy thoát ngay lập tức nó quả thực không thể tin được tại sao mới chỉ một thời gian ngắn mà cái người đã từng bị bọn nó vây bắt tấn công lại trở nên khủng bố như thế này không có bất ngờ gì trong nháy mắt khi sở phong rơi xuống từ trên không đùi phải hắn ta mạnh mẽ đong đưa giống như một con rắn đang múa cùng với sấm sét đánh một cái lên trên người cầu vương lúc này gân cốt của cầu vương lập tức vỡ vụng sau đó nó bay lên không thân thể khổng lồ nhanh chóng tan rã cuối cùng chia năm sẻ bảy ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra cứ như thế chỉ trong chốc lát sở phong đã liên tục giết chết các cường giả vương cấp muốn trốn thoát ánh sáng trên người hắn ta càng ngày càng rực rỡ giống như một pho tượng chiến thần trở về từ thời kỳ cổ đại xa xưa được tắm mình trong máu của thú vương đánh đau thắng đó không gì cản nổi núi vân lạc đã bị hủy thế gian đã không còn ngọn núi này sở phong nhìn chằm chằm phía trước hắn ta cũng không cho rằng tất cả các vương giả khác đều đã chôn vùi tính mạng ở ngọn núi này bởi vì trong vùng rừng rộng bên dưới ngọn núi kia đang tràn ra một hơi thở kinh khủng những vương giả lợi hại chân chính sau khi trốn được ra khỏi núi đều không vội bỏ chạy mà vẫn còn trốn ở trong mảnh rừng rậm này sở phong đi kèm theo một tiếng gào to giống như đã phẫn nộ đến đỉnh điểm chính là một một người đàn ông có mái tóc màu tím đi ra trên chắn hắn có một con mắt nằm dọc cơ thể hắn ta toàn bộ đều là máu của những thú vương khác bắn tới mặc dù hắn ta chỉ có vài vết thương nhẹ nhưng cũng cực kỳ giận dữ chương 498, không ai có thể ngăn cản một Kiên Việt xuất hiện cùng với một vài thú vương khác ở sau lưng, con nào con nấy đều mặt mày tái xanh. Cường giả Kiên Việt trẻ tuổi nhất của hải tộc, vốn dĩ đang mai phục ở đây lẳng lặng đợi Sở Phong tới cửa chịu chết, nhưng kết quả lại ngược lại, hắn không chỉ không chết mà người của bọn họ kẻ thì chết kẻ thì trọng thương. Sở Phong, ngươi thật đáng chết. Kiên Việt quát lớn. Ở phía sau hắn ta, lại có một người nữa bước ra. Ngương mặt vô cùng tấn nghĩ, nhưng nửa người đều là máu, đó chính là Khổng Tước Vương. Hắn cũng đang nhìn Sở Phong với ánh mắt lạnh lẽo, cái này lại nằm ngoài dự liệu của sở phong vậy mà cái người được gọi là khổng tước vương bất khả chiến bại cũng ở chỗ này chết tiệt lại là các ngươi cái nào không phục giết kẻ đó sở phong lạnh lùng đáp lại một người một mình đã đối mặt với một bầy thú vương nhưng không có gì lo sợ tuy rằng sở phong đang đứng bên trong ánh sáng lấp lánh cứ giống như được bao bọc vòng bởi một mặt trời lớn nhưng ai cũng có thể nghe ra sát khí đằng đằng từ câu nói của hắn. giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo cho dù hắn đang phải đối diện với một bầy thú vương nhưng cũng không có chút nào tỏ ra sợ hãi cùng lắm thì giết chết hết tất cả chúng nó là xong ha 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 kiên việt bị tức đến mức bật cười lớn hóa ra cái tên nhân loại mà hắn ta không bao giờ để vào trong mắt này lại muốn bị ăn một cái bật tai chết ngay tại chỗ như này bây giờ tên kia còn ngông cuồng muốn giết bọn hắn ư ừ. Như đến đây đôi mắt hắn ta trở nên lạnh lẽo đặc biệt là khi nghĩ tới ngày hôm nay hắn ta đã dày công sắp xếp một phen mọi chuyện ban đầu ổn thỏa êm xuôi như nước chảy về biển đông thế nhưng đến cuối cùng đột nhiên hắn ta lại bị kẻ khác tấn công mãnh liệt gây ra tổn thất nặng nề thế này thật sự càng nghĩ càng tức giận sở phong cho dù ngươi có chết một trăm lần cũng khó mà đền tội là do ngươi mà đĩa bay của ta mới bị phá hủy ở núi long hồ hôm nay ngươi lại còn dám dùng vũ khí đạn đạo và bắn ta âm mưu hãm hại ta số ngươi đã định chắc chắn không sống nổi qua hôm nay rồi kiên việt hét lớn toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ đột nhiên khắp vùng đất chung quanh hắn nổi lên rông bão các bay đá chảy rất nhiều cây cối lâu năm đều bị nổ tận gốc tất cả chuyện này đều là do hắn ta đang giải phóng ra năng lượng của mình lê nê khuấy động khắp nơi ngay chỗ mà hắn ta đứng dường như hình thành một mảnh vực ngàn vạn đá tảng nham thạch đều bay lên xoay chung quanh hắn ta thậm chí chúng còn nhấp nhô phập phòng thao hô hấp của kiền việt là ngươi nghe vậy sở phong cũng nổi giận đùng đùng đúng là hắn đã từng nhìn thấy cường giả ba mắt của hải tộc cùng với bạch y tử thanh kế nhưng hắn không hề hay biết rằng tên này lại chính là chủ nhân của chiếc đĩa bay đột nhiên bắn hắn hôm đó Lần trước Sở Phong cũng chỉ phát hiện ra Kiền Việt là cùng phe với người đàn ông mặc áo trắng mà thôi, nếu như lúc đó Sở Phong biết được thân phận của Kiền Việt là cường giả ba mắt của hải tộc thì hắn chắc chắn đã sớm ra tay rồi. Sao có thể tha cho Kiền Việt sống đến tận giờ phút này? Sở Phong tự hỏi, bản thân hắn trước đó không hề có chút ân oán gì với đối phương, kết quả lại đột nhiên bị đĩa bay của cái tên chết tiệt này truy kích khi đang đánh lên núi Long Hồ, còn suýt nữa đã chết ở chỗ đó, cuối cùng còn khiến cho hai con trâu bị trọng thương. Một người như vậy vốn không hề có thủ oán gì mà lại tự nhiên điên điên khùng khùng chế đĩa bay tới đánh giết hắn. Hôm nay lại còn gài bẫy mai phục ở đây. Muốn giết hắn lần thứ hai, thực sự là không thể chịu đựng được. Giờ phút này trong hai mắt của sở phong chỉ có giá lạnh. Lửa giận trong lòng ngày càng bùng cháy lớn hơn, rõ ràng đối phương cũng đã có địch ý với hắn. Muốn giết hắn trước, thế mà giờ lại còn cảm thấy bản thân là người bị hại. Hơn nữa lúc này còn rất ngông cuồng hét vào mặt hắn. Tên giặc ba mắt kia, lan đến đây nhận lấy cái chết đi. Sở Phong quát lên. Kiên Việt nghe xong lời này, con mắt dọc ở trên trán phát ra những trùng sáng kinh người, mỗi lần đóng mở đều tỏa ra một làn sóng năng lượng hết sức khủng bố, khiến cho những người xung quanh phải run sợ. Trên người hắn ta nhuộm đầy máu tươi, ti cánh tay và trên đùi đều có miệng vết thương, thế nhưng vấn đề thật ra không quá lớn, hắn ta rất may mắn không có bị trọng thương. Khổng Tước Vương, chúng ta hãy cùng nhau hợp lực giết chết tên kia đi. Kiên Việt quay đầu lại, nhìn chăm chú vào cường giả sống một của tộc Khổng Tước, hắn ta rất hận Sở Phong thế nhưng chính bản thân cũng cảm ứng được đối phương hiện tại vô cùng mạnh mẽ khác hoàn toàn so với tưởng tượng của hắn ta hắn giờ phút này thật sự khó có thể mua dùng cái tát đập chết sờ phong cho nên hắn muốn hợp tác với khổng tức vương những tên vương giả khác đứng ở chung quanh cũng đều động lòng dáng vẻ bây giờ của sờ phong tràn đầy khí thể độc ác cuồn cuồn nớt trời nếu như kiền việt và khổng tức vương liên thủ vậy chắc hẳn là họ có thể đánh bại hắn một cách nhanh chóng lúc này nửa người khổng tức vương người đều là máu hắn ta rất không may mắn bị một đạo xuyên qua ngực phải, tủng một lỗ to. Trước sau thông suốt. Nếu là người khác thì chắc chắn đã mất mạng từ lâu. Lần này lục thông sử dụng vũ khí đều là loại mới, còn có mấy đài công suất lớn đến đáng sợ. Thực sự không phải là thứ mà thân thể máu thịt bình thường có khả năng chịu đựng được. Cho dù có là cường giả tuyệt thế cũng khó lòng trụ vững. Mới chỉ trước đây không lâu, khi ở trên núi Vân Lạc, cảm giác thần kỳ của tất cả mọi người đều đột nhiên mất đi hiệu lực. Chính vì vậy họ không có cách nào cảnh giác nguy hiểm từ sớm. Đây là bởi vì ở dưới chân núi Sở Phong đã bày sẵn cọc khóa rồng, trong tình huống không có một ai phát hiện ra sớm. Sau đó vũ khí kia lại bắn ra những trùng sáng đang diệt xít sao đầy trời, như này thì vấn đề không còn là chuyện là ai mạnh thì có thể tránh thoát được nữa rồi, mà tránh thoát được phần lớn đều là do may mắn, ai có may mắn đặc biệt thì có khi còn không việc gì. Tuy rằng người Khổng Tước Vương đã bị thương nặng, nhưng hắn ta vẫn tỏ ra trầm ổn như cũ, mái tóc dài màu tím dính đầy máu, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ cùng với hai mắt thâm thúy nhìn về phía Sở Phong, Hắn ta không hề nổi giận mà chỉ bình tĩnh nhìn, lúc này, hắn ta thực ra cũng muốn ra tay giết chết cái người trẻ tuổi kia, thế nhưng cũng không biết có phải là vì bản thân hắn đang không ở trạng thái đỉnh cao nhất hay không, hay là ở đây có gì đó thân bí mà tác dụng của cảm giác thần kỳ lại biến mất, vì lẽ đó nên hắn ta cũng không dám làm bừa. Sở Phong, ta đến đây tất cả là vì ngươi, cực khổ xuôi nam đi về hướng nam cũng chỉ vì muốn giết chết ngươi, thật không nghĩ tới hôm nay ngươi đã trưởng thành đến bước này, thật sự cũng đủ nhanh. Chương 499 không ai có thể ngăn cản hai. Không tức vương mở miệng, không hề che giấu mà nói ra suy nghĩ của mình, vẫn dùng mắt lạnh nhìn sở phong. Không tức vương, sở phong cũng nhìn hắn ta. Cái tên được gọi là khổng tức vương bất khả chiến bại này đã từng làm cho hắn có cảm giác áp lực cực lớn trong quá khứ. Nhưng hôm nay, hắn không hề có chút cảm giác sợ hãi nào. Tới đây đánh một trận, để ta chém ngươi nào. Sở phong quát lên. Có thể nói, cuộc đại chiến ở Giang Tây cũng có ít nhiều quan hệ với không tức vương chính hắn ta đã ra lệnh hiệu triệu các loài thú vương tụ tập từ đó mới có thể tạo nên một đội ngũ chiến đấu như vậy xin ngài khổng tức vương hãy ra tay giết hắn đột nhiên ở bên trong chỗ rừng núi đằng sau có một nhân loại đội mũ sắt mặc áo giáp bước ra hắn ta hướng về phía khổng tức vương và kiền việt muốn hai người bọn hắn cùng ra tay hợp lực đánh bại sở phong giờ phút này đôi trong mắt của sở phong đã không còn lạnh lùng nữa mà là sự tức giận đỉnh điểm hắn nhìn chằm chằm vào người mới xuất hiện kia ngay từ giây phút đầu nhìn thấy sở phong đã đây là một phương giả loài người đều là con người mà lại có thể cấu kết với ngoại tộc để giết hắn hơn nữa hắn cũng đã nhận ra cái tên vương giả của nhân loại này chính là một trong số những tên vương giả đã mai phục vây bắt hắn đêm hôm đó thật không nghĩ tới ngày hôm nay hắn ta cũng đến đây vẫn còn một tên đôi mắt của sở phong càng ngày càng âm u lạnh lẽo trong kia vẫn còn một tên vương giả loài người đứng ở sau cùng tên kia vẫn chưa lộ diện nhưng cũng đủ khiến cho sát khí trên mặt sở phong ngày càng nồng động mại tộc đối đầu với hắn trên đấu với hắn thì cũng thôi đi đang này cùng là con người mà lại có hai tên vương giả dám tới nơi này cấu kết với mấy người con thú vương ngoại tộc tí đồng mưu hại hắn đến tột cùng là hai nhà tài phiệt lớn nào dám bất chấp đến mức ấy sát ý của sở phong sôi trào hôm nay thân thể ta không tốt nên sẽ không tranh đấu với sở phong ngươi ai cũng không nghĩ tới không tức vương vậy mà lại mở miệng nói như thế đôi mắt hắn ta thâm sâu sắc mặt cũng không có một cợn sóng vô cùng bình tĩnh lại rất tự nhiên nói ra lời như vậy Ngươi cũng đã đến chỗ này, còn chuẩn bị mai phục muốn giết ta, thế mà còn nghĩ toàn thân trở về sao? Sở Phong lạnh lùng nói. Trên thực tế, lúc này hắn đang tập trung năng lượng toàn cơ thể, chuẩn bị gây khó khăn bất ngờ. Cho dù đối diện có hai vị vương giả đỉnh cấp đã đột phá giáo đạo gông xiềng, hắn cũng không sợ. Đây là cơ hội tốt ngàn năm mới có một lần nha, khổng tước vương, ngươi không nên rút đi như vậy. Ngươi nên hợp sức với mọi người ra tay giết hắn. Vẫn là tên vương giả loài người đội mũ dắt mặc áo giáp kia mở miệng, lát ta cố gắng khuyên nhủ khổng tước vương tên vương giả loài người trốn ở sau cùng cũng gật đầu phù họa nói không sai tên này trưởng thành quá nhanh mới không bao lâu mà bây giờ đã có thể ngang hàng với vương giả đột phá sáu đạo gông xiềng rồi nếu còn để đến sau này vậy thì còn có ai có thể áp chế hắn hơn nữa ở trên người hắn nhất định có dấu giếm một phương pháp hô hấp tuyệt thế mong khổng tước vương hãy cân nhắc lại nên nhưng cơ hội tốt này mà bắt giết sở phong đi mấy lời này làm cho sắc ý của sở phong tăng vật, con ngươi của hắn phát ra trùng sáng lạnh lùng ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ cơ thể càng thêm hừng hực hai tên vương giả loài người kia đều mặc áo giáp bằng kim loại ngay cả mặt mũi cũng đều có mặt nạ rất bao bọc chỉ lộ ra một đôi mắt tinh răng, khó có thể nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt dấu đầu lòi đuôi đã đến đây thì một tên cũng đừng nghĩ chạy được ra ngoài đều đi chết cho ta sở phong nhìn bọn họ chằm chằm sở phong ở trước mặt ta mà ngươi dám há miệng ham dọa ầm ĩ ai cho phép ngươi làm càn như vậy kiên việt mở miệng lời nói lạnh như băng ánh mắt cũng đóng băng không rời sở phong hắn ta nhìn ra được khổng tức vương đã bị thương nặng trên người hắn ta bây giờ thực sự không muốn tham chiến mà kiên việt hắn ta thân là cường giả của hải tộc tự tin có thể một mình giết chết sở phong không nhất định cần tới khổng tức vương phải ra tay hiệp trợ đúng nhưng cơ hội này giết hắn đi một tên vương giả loài người nói giết hắn bên cạnh con chim bồ câu vương mở miệng lúc này mọi trừ khổng tức vương thì vẫn còn có kiền việt hai gã vương giả nhân loại ở bên cạnh và còn bốn tên vương giả ngoại tốc tổng cộng là có 8 đại cường giả sống xuất sau tai nạn, để ta tới chém giết bọn ngươi. Đến lúc này, cuối cùng Sở Phong cũng di chuyển, từ lúc nãy đến giờ hắn vẫn luôn sử dụng phương pháp hô hấp đặc biệt. Tập hợp năng lượng một cách dồi dào nhất. Tích tụ lại một lượng năng lượng khủng bố vô biên, hiện tại năng lượng trong hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, một khi ra tay nhất định kinh động thế nhân. Đồng thời vào lúc này, trong tay trái của hắn cũng sản sinh ra một cây truy sấm sét màu tím mang theo sát ý đáng sợ sẵn sàng toàn lực xuất kích ứng phó bất cứ lúc nào. Soạt. Hơn thấy, ở trên đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện một thanh phi kiếm đỏ động bay lơ lửng, một mình Sở Phong đối mặt với tám đại cường giả, nhưng hắn lại chủ động đi lên tấn công trước. Đặc biệt là ở trong đó còn có cả Khổng Tước Vương mệnh danh vô địch, chuyện này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho cả thế giới đều kinh hãi không thôi. Ai lại có thể bất cần như thế? Ai mà có thể hung hăng như vậy, một thân một mình đi nghênh chiến với tám đại cao thủ, mà ở trong đó còn có hai vị vương giả tuyệt thế không ai sánh bằng. Ông, sấm sét nổ tung, oanh kinh tiến về phía trước một đạo sấm sét đáng sợ bay ra từ cây chùi sấm sét từ kim cực kỳ mạnh mẽ đánh về phía tên cường giả ba mắt của hải tộc ngươi ánh mắt kiền việt lạnh lùng đối phương sử dụng sấm sét công kích hắn ta chẳng qua vì quá bất ngờ nên hắn ta lại chỉ có thể né lui ra đằng sau lúc này sở phong lại bước ra một bước trước mắt đạt đến tốc độ còn vượt qua cả tốc độ âm thanh mục tiêu đầu tiên của hắn là khổng tước vương một trùng ánh sáng màu vàng trói mắt bùng lên giống như núi lửa phun trào ầm ầm đất trời rung chuyển Hư không mổ tung, khoảng cách lên tới ngàn mét mà Sở Phong có thể trực tiếp đi tới chỉ trong chớp mắt, nâng quyền lên đánh tới khổng tức vương. Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn. Lời này vẫn là do hai gã vương giả của nhân loại ở trong tối tích cực cổ vũ. Vài tên vương giả ngoại tộc nghe vậy lập tức quyết đoán ra tay. Có điều vào lúc này, kiên việt lại không hề cử động. Hắn ta muốn xem thử xem đến cùng khổng tước vương có ra tay hay không. Tổng ẩm, khổng tức vương rất quyết đoán, dậm mạnh chân lên mặt đất. Lao lên trời cao trong nháy mắt đã xông lên đến mấy trăm mét, hơn nữa, hắn vẫn còn đang tiếp tục phi lên trên. Lần như cũng cùng trong lúc đó, Sở Phong nhảy lên vô giết hắn ta ở trên trời cao. Chương 500. Không ai có thể ngăn cản ba. Sạc. Trên mặt đất. Hai lã vương giả loài người và cả bốn tên cường giả ngoại tộc đều đồng thời ra tay, bọn chúng tập trung ra một trùng sáng năng lượng đáng sợ, cùng nhau đánh về phía Sở Phong đang ở trên không trung. Khẽ nghiêng, tất cả có vẻ vẫn muộn mất một nhịp, Sở Phong vọt lên trên không hơn 800 mét mạnh mẽ chiến đấu với khổng tước vương đồng thời hắn cũng không để cho đối phương có cơ hội đánh trả tay còn lại chuyển chui sấm xét từ kim đánh về phía khổng tước vương ánh sáng sấm sét cực kỳ khủng bố đáng sợ lao tới tong đột nhiên trong tay khổng tước vương xuất hiện một cái hương đồng chỉ dài bằng lòng bàn tay vài ngoài trông có vẻ rất cổ điểm hắn ta nhanh chóng xoay tay cầm gương đồng chặn lại chùi sấm xét từ kim sặc so. một phần sấm sét bị hương đồng cổ man lại còn một phần khác thì bị nó hấp thu khiến cho chiếc gương tỏa ra ánh sáng chói mắt sở phong ngạc nhiên thật quỷ dị một mặt kính kim loại lại có thể hóa giải sấm sét của hắn sở phong biết đây nhất định là pháp khí cổ đại nhưng dù vậy trên thế gian này cũng có cực kỳ ít pháp khí có thể đối kháng lại được với cây chùi sấm sét từng kim của hắn một món vũ khí mạnh mẽ như vậy mà khổng tức vương lại nắm giữ một cái pháp khí vũ khí pháp thuật đùng quyền ấn của hai người ra nhau không hề kiêng nể mà nhanh chóng va chạm rồi nổ tung ở trên bầu trời tầm ẩm cuối cùng khổng tước vương giang rộng đôi cánh hóa thành bản thể trong khi sở phong còn chưa kịp phản ứng thì lập tức vượt qua bầu trời mà chạy trốn mất dạng giữa bầu trời có lông vũ rơi xuống còn có cả máu rớt ra đây đều là của hồng tức vương lúc trước nó đã bị vũ khí làm cho bị thương nặng ngực có cái lỗ hồng lớn vừa đãi khi giao đấu với sở phong vết thương của nó lại bị nứt tọc ra Hồng tức vương bỏ chạy một câu cũng không thốt lên nó cứ thế đang chiến đấu giang cánh mà đi điều này thật sự nằm ngoài dữ liệu của mọi người trong lòng mấy vương giả khác ở trên mặt đất đều lo lắng không yên sạt chồng chất lê nhau hướng về phía khổng tức vương bay mất thế nhưng nó đã chạy thoát từ sớm bởi vì chỉ cần rời khỏi phạm vi của cọc khóa rồng là cảm giác cảm ứng nguy hiểm thần kỳ của nó liền quay trở lại hắn ta đi rồi thì thôi không có gì ghê gớm hết ta sẽ giết chết người sờ phong Cương dài ba mắt kiền vịt của hải tộc lạnh giọng nói Đùng. đúng vào lúc này sờ phong bay xuống với tốc độ cực nhanh sau khi đáp xuống đất thì mặt đất lập tức nứt toạc toàn diện trong chớp mắt khi sở phong rơi xuống đất hắn cũng không vội đi giết cường giả ba mắt của hải tộc mà là nhìn chằm chằm hai gã vương giả của nhân loại trực tiếp đi tới giết bọn chúng ở trước mặt ta sao có thể để cho ngươi dương oai Kiền việt gào to xông về phía trước ngăn cản sở phong cuộc ngươi thì tính là thứ gì ta muốn giết ai ngươi cản được sao sở phong ngào to hào quang quay người tỏa sáng trói lọi nâng quyền lên đánh kiền việt ông hào quang chói mắt, hai đại cường giả va chạm với nhau, nhưng giờ phong lại vọt qua kiền việt. Cứ như vậy hướng nơi hai gã vương giả nhân loại đang đứng. Sắc mặt kiền việt tái xanh, quát lên. Ngươi dám, hai gã vương giả nhân loại xoay người muốn chạy, hơn nữa hai gã này còn trốn về hai hướng khác nhau, tầm ẩm. Sở phong vung cây chùi sớm xét từ kim lên, trực tiếp bùng nổ ra một trùng sáng khủng bố, bắn trúng một người trong đó, khiến cho hắn ta bay lên ngang trời, toàn thân đều là điện quang bao phủ. Phốc, một giây sau, Sở Phong vào tới, tờ giữa không trung đập một quyền làm nổ tung nửa người bên dưới của tên kia, thanh phi kiếm đỏ đậm quay chung quanh thân thể hắn, ở gần đó cũng chém tới, trực tiếp cắt đứt hai tay của người này. Sở Phong không có lấy tính mạng của gã này, hắn muốn giữ lại người sống, cũng phải bảo đảm gã ta không có cách nào di chuyển và chạy thoát, dự định sau khi cuộc đại chiến kết thúc mới đến điều tra xem gã ta là do nhà tài phiệt lớn nào phái tới. Ầm, ừ. Sở Phong nhằm phía một hướng khác, đuổi theo gã vương giả nhân loại còn lại đang chạy trốn một đòn nặng lề giáng xuống khiến cho nổi người giới của gã ta đất rời không thể chạy trốn được nữa. Trong quá trình này, hai gã vương giả loài người đều có ý muốn phản kháng, nhưng cũng chỉ vô dụng, cả hai hoàn toàn không phải đối thủ của Sở, tất cả đều nhận được kết quả là ngã trong vũng máu. Ngươi dám? Kiên Việt hét lớn, hắn ta vô cùng giận dữ, cứ như thế chỉ trong chốc lát mà thôi, Sở Phong đã ra tay liên tiếp phế bỏ hai người mà Kiên Việt muốn bảo vệ, có cái gì không dám? Giờ mới đến lượt ngươi. Sở Phong quay đầu lại nâng quyền lên, đánh về phía cường giả ba mắt của hải tộc nói bồ tát qua sông bản thân còn khó bảo toàn ngươi còn dám ngông cuồng như vậy hôm nay ta phải giết ngươi để cho tên khổng tức vương trốn thoát đã khiến sở phong cực kỳ tức giận hắn quyết tâm giữ lại mạng của tất cả những người khác ở nơi này vĩnh viễn ngươi dám động vào người mà ta muốn bảo vệ đúng là đi tìm chết cư giải tuổi trẻ ba mắt kiền việt của hải tộc ánh mắt lạnh lẽo con mắt nằm dọc ở trên trán của hắn ta trong lúc đóng mở cứ như là một con chân long đang ngủ đông chuẩn bị thức tỉnh muốn lập tức xuất thế tôi ra khí thế rất khủng bố chỉ là hai tên loài người bại hoại mà thôi ta đã chém chúng rồi ngươi còn có thể làm sao còn nữa ngươi thì tính là cái thứ gì sở phong trực tiếp đánh tới nắm đấm của hắn giờ đây tỏa ra ánh sáng hoàng kim sức nghiền ép khiến cho hư không cũng phải run rẩy dương núi chung quanh như muốn nổ tung song năng lượng loại này quả thực là quá mức khủng bố đồng thời trên người hắn cũng đang phát sáng toàn thân 36.000 lỗ chân lông đều tỏa ra áng vàng hắn ta lúc này nhìn cứ như một mặt trời lớn màu vàng chói lóa ong ánh đến độ khiến người chói mắt cương giải ba mắt kiền việt của hải tộc thì lại bạo phát ra ánh sáng màu tím cao ngất trời hắn ta không hề tránh né sở phong trực diện nên chiến lẽ ra ta chỉ cần một cái tắt liền có thể đập tên sâu bọ là người chẳng qua chỉ là không cẩn thận để ngươi đắc thế một chút con sâu bọ như ngươi thế mà lại dám uy hiếp đến một cường giả tuyệt thế đã đột phá sáu đạo gông xiềng ha hôm nay ta dù cho có phải hao hết tâm lực cũng nhất quyết phải giết chết ngươi lời nói của kiền việt trầm thấp hắn ta đột nhiên ngẩng đầu mái tóc dài màu tím đang phát ra ánh sáng trong suốt rõ ra bay phấp phới khuôn mặt hắn ta anh tuấn dị thường bên trên còn mang theo sát cơ uy nghiêm đáng sợ hai mắt lạnh lẽo thấu xương mà con mắt dọc trên ấn đường thì lại như thần mang lóng lánh tỏa ra một loại khí chất yêu dị thân thể hắn thẳng đứng mỗi một bước hắn ta bước lên núi rừng chung quanh cứ như đang rút lui thật nhanh về phía sau đất đai đều thu nhỏ lại chớp mắt một cái hắn ta đã đến gần sát sở phong đó nhận đòn đánh từ kẻ mà trước kia không lọt nổi vào trong mắt của hắn dù chỉ một phân